Đô thị cực phẩm y thần. Diệp thần. Tập 33. Chỉ thấy đám người trong lóe lên một cái bóng đen tay cầm đoạn đao, hướng Lê Hân đi. Điên cuồng mà lạnh như băng. Cái này đoạn đao trên lưu chuyển máu tươi, rất hiển nhiên là chí cường nhất kích. Lê Hân hoa dung thất sắc. Mắt xem vậy đoạn đao liền rơi vào Lê Hân trắng nõn thon dài trên cổ. Hắn bên cạnh Cao Phong Bình nhưng là cười lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống, liền ta Cao Phong Bình người phụ nữ cũng dám động. Một giây kế tiếp, Cao Phong Bình chân khí ngưng tụ, một quyền trực tiếp đập ra ngoài. Một quyền này, đợt khí chấn động, tựa như biến dạng không khí. Thậm chí có từng cơn sấm sét tiếng vỡ ra. Bành! Kết kết thật thật một quyền chỉ như vậy đập vào đoạn đao trên. Khí lưu xốc xếch tràn ra. Đoạn đao tại chỗ vỡ vụn. Mà vậy ám sát bóng đen nhưng là bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Đám người xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, lại có thể sẽ có người dám ở Lê Hân và Cao Phong Bình đính hôn ngày, ám sát Lê Hân. Đây chính là Lê gia con cưng à. Nhiều cao thủ như vậy dưới mắt, làm sao có thể thành công? Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía vậy đạo rơi xuống đi ra bóng người nhìn. Đó là một cách đại khái hơn 60 tuổi ông già, mặc trên người chiếc áo tơ trắng, trên cánh tay treo một khối vải đen. Hiển nhiên gần đây mới vừa làm xong tang sự. Ông già mặc dù bị thương, vậy lạnh như băng con ngươi nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Lê Hân. Ánh mắt này, tựa như một đầu ác thú. Lê Hân cùng với nàng phụ thân Lê Hổ khi thấy rõ ám sát người thời điểm, trên mặt có chút bất ngờ, nhưng lại ở tình lý bên trong. Bởi vì ám sát người chính là Thạch Tam phụ thân Thạch Trấn Hải. Lê Hổ một bước bước ra, trên cao nhìn xuống nhìn Thạch Trấn Hải, gần từng chữ Thạch Trấn Hải, vô liêm sỉ. Ngươi có biết ngươi đang làm gì? Thạch gia và Lê gia giàu gì vậy coi là có chút giao tình. Ngươi thật định đem cái này chỉ có một tia giao tình toàn bộ hủy diệt sao? Thạch Trấn Hải khạc ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Lê Hân và Lê Hổ. Hắn nếu tới nơi này, chính là không dự định trở về. Duy nhất nhi tử chết, hắn còn có cái gì còn sống giá trị? Các người Lê gia lại còn biết hai nhà chúng ta giao tình. Nếu quả thật biết giao tình tại sao sống bức tử con trai ta? Câu này gầm thét vang khắp toàn bộ Túy Tiên Lầu. Đây là một cái phụ thân tức giận. Hắn không cách nào bảo vệ nhi tử, ít nhất phải cho chết đi nhi tử một cái câu trả lời. Lê Hân khôi phục lại bình tĩnh, vậy cao ngạo cầm chỉ như vậy giơ lên, nhìn Thạch Trấn Hải ánh mắt đều có chút chán ghét. Lão bất tử đồ, người có thể không nên ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh Thạch Tam chết và ta Lê gia có liên quan? Ta nói cho ngươi, Thạch Tam chết, chỉ có thể thuyết minh hắn không dùng. Còn nữa, hôm nay ngươi ám sát ta, có biết giá phải trả như thế nào? Ta cũng sẽ không nhớ tình xưa. Lê Hân thanh âm cực kỳ băng hàn, lời nói bên trong lại là hùng hổ dọa người. Cái này Thạch Trấn Hải đã phá hư nàng tiệc đính hôn. Một điều lặn mệnh, lại có cái gì giá trị? Giết liền giết. Thạch Trấn Hải con người đều là máu đỏ, hắn chống đỡ thân thể đứng lên, cười, giá phải trả. Ta ngày hôm nay nếu đã tới, liền không dự định rời đi. Ta dù là chết, hóa thành ác quỷ, vậy sẽ tìm tới các người Lê gia, để cho các người vĩnh sinh không được an bình. Lê Hân, ngươi nhất nhớ kỹ ngươi làm nơi là, nhớ nhi tử ta Thạch Tam chết, và ngươi có liên quan. Ngươi vì ham muốn cá nhân. Vận dụng hết thảy thủ đoạn hủy diệt hôn ước, ngươi tại sao phải như vậy à? Dù là ngươi coi thường con trai ta, vậy không cần phải hạ như vậy ngoan thủ à? Thạch Tam nhưng mà ta Thạch gia huyết mạch duy nhất à? Hắn cả đời này thẳng thắn vô tư, bước vào thần y chi đạo, chính là muốn vì trợ giúp càng nhiều người hơn. Ngươi vì sao phải hủy diệt một cái như vậy có lý tưởng đứa nhỏ à? Thạch Trấn Hải khàn cả giọng, thống khổ không chịu nổi. Một giây kế tiếp, trong tay nhưng là xuất hiện một đạo đỏ thẫm phù văn. Làm tất cả mọi người thấy phù văn này, mặt liền biến sắc. Bùa này là diệt hồn phù. Một khi dẫn động, tất nhiên thần hồn nổ tung, thân thể hóa là một đạo cực mạnh lực. Đủ để và thánh vương cảnh trí cường nhất kích như nhau à. Đến lúc đó toàn bộ Túy Tiên Lầu nói không chừng cũng biết sụp đổ. Người điên. Triệt triệt để người điên. Lại muốn kéo tất cả mọi người chôn theo. Mắt xem diệt hồn phù lực lượng sắp bùng nổ, Cao Phong Bình con ngươi lạnh lẽo,
lão bất tử đồ, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Lê Hân cũng là nói, Phong Bình, đuổi mau giết lão bất tử này. Không nên để cho hắn được như ý. Cao Phong Bình khí thế bỗng nhiên leo lên, mơ hồ đã đạt đến nhập thánh cảnh. Sau đó đầu ngón tay bắn ra một đạo màu đỏ ánh sáng, hướng Thạch Trấn Hải trong tay diệt hồn phù đi. Hồng quang đột nhiên bùng nổ, hóa là một đạo huyết kiếm, trực tiếp đem còn chưa ngưng tụ diệt hồn phù vỡ ra tới. Thạch Trấn Hải ngay tức thì bị cắn trả, lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Sau đó, một đạo tàn ảnh thoáng qua. Cao Phong Bình động, càng là xuất hiện ở Thạch Trấn Hải trước mặt, trường kiếm bên hông rút ra, sắc bén tràn ra, kiếm khí lăng như vậy, lộ ra một vẻ kiếm quang bén nhọn hướng Thạch Trấn Hải cổ đi. Một kiếm dưới, Thạch Trấn Hải tất nhiên đầu thân chia lìa. Thậm chí hóa là một đạo xương máu. Cao Phong Bình khóe miệng lộ ra âm u nụ cười, hắn hưởng thụ loại này khoái cảm giết người. Nghiền ép loại này con kiến hôi, chỉ sẽ để cho hắn ở trong lòng mọi người hình tượng càng là cao lớn. Thạch Trấn Hải nhìn kiếm kia ý tới, cười khổ một tiếng, tự nhủ, ba ba vẫn không thể nào làm những thứ gì cho ngươi, bất quá cũng tốt, ngươi ở phía dưới nhất định rất cô đơn đi, ta cùng ngươi một lần. Hắn lựa chọn nhắm mắt, sống chết thản nhiên. Xa xa mọi người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Đinh Vận Nhi cũng là thở dài một hơi, vừa định đối với bên người thanh niên nói gì, nhưng là phát hiện bên người thanh niên không thấy. Quanh thân lại là cuồng phong nổi lên. Theo hướng gió, hắn thấy được một đạo tàn ảnh cấp tốc lao đi. Tàn ảnh bao quanh huyết sát và tức giận, vững vàng rơi vào Thạch Trấn Hải trước mặt. Sau đó, năm ngón tay đưa ra, trực tiếp nắm Cao Phong Bình thanh trường kiếm kia. Gắt gao cầm, trường kiếm không cách nào tiến hơn một bước. Đột nhiên này lên biến hóa, để cho tất cả tân khách thậm chí còn Lê ra mọi người sắc mặt đại biến. Ai cũng không nghĩ ra lúc này lại còn có người sẽ xuất thủ cứu người. Không muốn sống nữa sao? Cao Phong Bình nhìn một cái cứu Thạch Trấn Hải mặt nạ thanh niên, lạnh lùng nói, người mẹ hắn là thứ gì, ta cho ba ngươi dây loại, cút ngay. Nếu không, hôm nay liền ngươi vậy một đạo chém chết. Diệp Thần trong mắt rét lạnh, tức giận trong lòng đã cháy đến mức tận cùng. Hắn cơ hồ chắc chắn Thạch Tam chết liền cùng đôi cẩu nam nữ này có liên quan. Hắn càng không cho phép Thạch Tam phụ thân có nửa điểm sơ suất. Bất kể là ai cũng không có tư cách tổn thương Thạch Trấn Hải. Trong cơ thể huyết long gầm thét, vô tận huyết long khí và giết hại khí quấn quanh ở Diệp Thần cánh tay. Ngày hôm nay, người bất kỳ cũng không có tư cách động hắn. Là người bất kỳ. Người vi phạm, chém. Dứt lời, rắc rắc, một tiếng, vô cùng thanh thúy. Cao Phong Bình kiếm trong tay trực tiếp bị năm ngón tay gãy. Đồng thời Diệp Thần tay cầm kiếm gãy kiếm phong, một hồi gầm thét, kiếm phong điên cuồng đâm tới, như thần long gầm thét, càng như muôn vạn cự thú gào thét. Đi thẳng tới Cao Phong Bình trước mặt. Điên cuồng kiếm ý rơi xuống. Cao Phong Bình nhận ra được không đúng. Vội vàng lui về phía sau. Nhưng là dù là phản ứng mau hơn nữa, máu tươi vẫn là tiệm nhiễm mở. Cao Phong Bình phát hiện tay hắn mất đi chi giác. Rất đau. Hắn nhìn lướt qua cánh tay. Trống rỗng. Trực tiếp bị chém đứt. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ diễn cảm động lại. Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này lại đột nhiên giết ra một người, lấy ngăn cơn sóng giữ chi tư. Chặt đứt linh phú bảng Cao Phong Bình một cánh tay. Cái này muốn thực lực gì à? Thạch Trấn Hải cảm giác được không đúng, mở mắt ra, chính là thấy một đạo thân ảnh chắn trước người của hắn. Hắn cảm thấy quen mắt, nhưng là không nói được. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần phải là ta bí quá hóa liều, ta lớn tuổi, cũng không sống được bao lâu, nhưng là ngươi còn trẻ à? Thạch Trấn Hải có chút hối hận, bởi vì hắn liên lụy người khác. Diệp Thần không để ý đến, từng bước hướng Cao Phong Bình đi. Rất nhanh chính là đi tới Cao Phong Bình trước mặt. Cho một mình ngươi lựa chọn, quỳ xuống, tự phế tu vi, ta cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Nếu không, ngươi liền toàn thây cũng không có tư cách. Thanh âm lạnh như băng, tựa như tử thần thẩm phán. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bối rối. Bọn họ chưa từng gặp qua như thế người cuồng vọng. Tại chỗ nhiều cường giả như vậy, cái này cái thanh niên ở đâu ra lớn như vậy sức? Tự phế tu vi, còn toàn thây.
Cao Phong Bình vậy đỏ tươi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tức giận chọc thủng đầu óc hắn, hắn hướng một phương hướng giận dữ hét, các người còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Bắt lại tiểu súc sinh này, ta muốn tiểu súc sinh này chết. Lời nói rơi xuống, chỗ tối mấy đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Dòng dã 10 người. 10 người cảnh giới không dưới nhập thánh cảnh. Mà Lê Hổ cũng là kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, người đâu, bắt lại cái này người gây chuyện. Chặt đứt tay hắn chân. Lê ra chỗ sâu cao thủ cùng với Túy Tiên Lầu cường giả toàn bộ xuất hiện. Ngày hôm nay lớn như vậy cuộc sống, bọn họ tại sao không có phòng bị? Nháy mắt tức thì, mấy chục người đem Diệp Thần và Thạch Trấn Hải vây quanh bao vây. Trường kiếm lấy ra, sắc bén nhức mắt. Kiếm không nhúc nhích, kiếm ý trước thành. Kiếm quang khuếch trương ngàn trượng, tựa như thần long ra đời, che trời xây. Toàn bộ Túy Tiên Lầu tựa như đều bị bao phủ. Gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây đến mức tận cùng. Thạch Trấn Hải hoàn toàn bối rối. Hắn căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy à. Hắn nhìn một cái mang mặt nạ Diệp Thần, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ngươi chớ xía vào ta kéo bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp chạy. Diệp Thần cười một tiếng, mây thưa gió nhẹ nhìn về phía Thạch Trấn Hải, nhẹ giọng nói, Thạch Thúc, Thạch Tam ca đối với ta không tệ, hắn mặc dù chết, nhưng là ta cũng sẽ đem ngươi làm người thân, hôm nay, chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thạch Trấn Hải mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn phát hiện thanh âm này vô cùng quen thuộc. Lại nhìn về phía ánh mắt kia. Hắn cả người cơ hồ hóa đá. Cái này mang mặt nạ người đàn ông lại là Tiểu Thần. Mặc dù thanh âm và bên ngoài đều có chút biến hóa, nhưng là sẽ không sai. Bọn họ mấy giờ trước mới gặp mặt à? Hắn vừa định kinh hô thành tiếng, nhưng là phát hiện Diệp Thần hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Hiển nhiên là bảo thủ bí mật ý nghĩa. Hắn trong lòng lộp bộp một chút. Cũng cái này giờ phút quan trọng, còn bảo thủ bí mật gì à? Hắn nhưng là rõ ràng Diệp Thần thực lực, cùng mình nhi tử Thạch Tam so với còn kém rất nhiều. Như vậy tình cảnh nguy hiểm, sống thế nào? Lê Hân biết nắm chắc phần thắng, lớn mật mấy phần, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, một bước bước ra, rồi sau đó, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Thằng nhóc, mang mặt nạ còn muốn cậy anh hùng. Ngươi là cố ý hư ta đính hôn giả tiệc. Ngu xuẩn phế vật, ngươi có biết ta Lê Gia và Cao Gia ở trong bóng tối ẩn núp nhiều ít cường giả. Nói đi, sau lưng ngươi người rốt cuộc là ai? Diệp Thần lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Lê Hân trên mình. Hắn ánh mắt mang vô tận tức giận. Người phụ nữ này phá hủy Thạch Tam hết thảy. Ta chỉ hỏi một câu, Thạch Tam chết đến để và ngươi có không có quan hệ? Lê Hân ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới cái này cái thanh niên lại có thể cũng là vì Thạch Tam tới. Cái này Thạch Tam bên người lúc nào nhiều hơn cường giả loại này. Nàng không nghĩ nhiều nữa, cười lạnh nói, Thạch Tam tên phế vật kia chết và ta có liên quan thì như thế nào? Và ta không liên quan thì như thế nào? Hắn chẳng qua là con cóc ghẻ muốn ăn thiên Nga. Lê Hân lời còn chưa nói hết, một đạo gió lạnh chợt vang lên. Ngay sau đó. Bót, một tiếng, một đạo màu đỏ trưởng ấn trực tiếp khắc ở Lê Hân gò má trên. Đồng thời, Lê Hân cả người bay ra ngoài. Trong miệng khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Một tát này xen lẫn Diệp Thần tức giận. Nếu như không phải là hắn muốn điều tra xử Thạch Tam chân chính nguyên nhân cái chết, ván này bàn tay có thể trực tiếp đem Lê Hân đầu lâu tháo xuống. Hắn sẽ không để cho người phụ nữ này đơn giản như vậy chết. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới nhiều cường giả như vậy và trường kiếm bao vây, vậy mặt nạ thanh niên còn biết cuồng vọng động tay. Cái này cái thanh niên thật chẳng lẽ là bệnh thần kinh? Lê Hổ kịp phản ứng, vội vàng đem nữ nhi đỡ lên, quan tâm nói, Lê Hân, ngươi có sao không? Có không có thương tổn? Lê Hân đứng lên, che cơ hồ sưng đỏ gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tức giận nói, Lê gia cường giả nghe lệnh, lập tức động thủ. Thằng nhóc này cùng với cái đó lão bất tử trực tiếp chém chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu thư. Một giây kế tiếp, Lê Gia Cường giả mang theo ngút trời kiếm ý hướng Diệp Thần và Thạch Trấn Hải đi. Tựa như hóa thành một đầu kiếm quang cự thú, muốn phải chiếm đoạt hai người. Cao Phong Bình cũng là kịp phản ứng, phân phó Cao Gia Cường giả, Cao Gia mọi người nghe lệnh,
ngưng tụ kiếm trận, đem cái này hai cái không có mắt xúc sinh thân thể biến dạng. Thiếu gia. Kiếm trận dậy, khí thế cường đại tựa như chiếm đoạt hết thảy. Kiếm chiêu để cho chung quanh tất cả đồ gỗ nội thất tại chỗ biến dạng. Giống vậy hóa là đạo cự thú hư ảnh. Toàn bộ túy tiên lầu tựa như cũng không chịu nổi cái này hai đầu sát ý cự thú lực lượng. Mơ hồ phải ngã tháp. Người vây xem rối rít thối lui, một khi đến gần, nói không chừng thân thể cũng là sẽ bị biến dạng. Bọn họ nhìn vậy chí cường hai đạo lực lượng, trong lòng hoảng sợ hết sức. Ai cũng không nghĩ ra, Cao Gia và Lê Gia sẽ như vậy điên cuồng, dùng loại này lực lượng đối phó hai người. Như vậy lực lượng, đừng nói hai người kia, dù là 10 vị nhập thánh cảnh cường giả vậy không chịu nổi. Ở bọn họ xem ra mặt nạ thanh niên và Thạch Trấn Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Vận Nhi mắt đẹp lưu chuyển, muốn đứng ra là mặt nạ thanh niên nói mấy câu, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính. Mặc dù hắn không sợ Lê Gia, nhưng là nếu như Lê Gia và Cao Gia cùng nhau, cũng sẽ là không cần thiết phiền toái. Huống chi nàng và mặt nạ thanh niên cũng không quen, thậm chí liền tên chữ cũng không biết. Tại sao phải giúp một cái không nhất định có giá trị người chết? Cự thú cuồng bạo, kiếm khí ngang dọc. Mọi người kêu lên liền liền, từng đạo hoảng sợ ánh mắt hướng Diệp Thần Dương ngưng tụ ra, các phe phản ứng không đồng nhất. Nhưng mà hết thảy các thứ này, nhưng không cách nào dao động Diệp Thần tâm bình tĩnh. Nhìn vậy như sông lớn cuốn tới kiếm thế, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Trực tiếp sử dụng một đạo kiếm quyết. Kiếm này quyết có thể để cho vạn kiếm thần phục. Chính là kiếm ý cự thú lại coi là cái gì? Diệp Thần bước ra một bước, hơi thở bỗng nhiên phóng thích. Gắt gao nhìn chằm chằm Lê Hân và Cao Phong Bình, nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ trở lại cho ta. Sơn Hà Lật. Cự thú chạy đạp. Vậy từng đạo kiếm ý tựa như hoàn toàn mất khống chế. Một cổ thượng cổ hơi thở, đem toàn bộ túy tiên lầu bao phủ ở bên trong, cái này đụng chạm kịch liệt dưới, bốn phía kiếm khí, khoảnh khắc bây giờ, sẽ gặp đem hóa là địa ngục nhân gian. Kiếm khí hoành bay, những cái kia cầm kiếm trực tiếp bị liền cắn trả trực tiếp chấn động bay. Máu tươi phun ra. Còn chưa đủ, cho ta lại phá. Một tiếng này tiếng giống giận chính giữa, Diệp Thần trong cơ thể, khí thế lần nữa bùng nổ. Kiếm phong qua, sông dài bể tan tành. Gió lớn gầm thét, hết thảy cuộn sạch. Người ngưỡng mã phiên, chỉ còn lại yên tĩnh. Túy tiên lầu. Vô số đạo thân thể chỉ như vậy hung hãn đập xuống đất. Lê Gia thậm chí còn Cao Gia đông đảo cầm kiếm cường giả toàn bộ đập xuống đất. Bọn họ kiếm trong tay hoặc là vỡ vụn, hoặc là cắm trên mặt đất, chuôi kiếm hướng mặt nạ thanh niên phương hướng nghiêng. Tựa như thần phục. 10 mét bên trong, chỉ có một người thanh niên đứng chắp tay. Đó chính là Diệp Thần. Thống khổ tiếng kêu rên và máu tươi tựa như con sông ở túy tiên lầu dòng nước chảy. Nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần biết vạn thần kiếm quyết mạnh mẽ, cái này vậy không phải lần thứ nhất sử dụng, lại không nghĩ rằng vạn thần kiếm quyết vậy mà sẽ bộc phát ra như vậy uy lực cường đại. Vượt xa ở tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì ở Côn Lôn Hư? Côn Lôn Hư linh khí đậm đà. Đây cũng là để cho vạn thần kiếm quyết thay đổi càng cường đại hơn nguyên nhân. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, cũng may đám này cường giả đều ở đây dùng kiếm, nếu như đổi thành những thứ khác vũ khí, hắn còn thật không có phần thắng. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, tầm mắt có thể đạt được, tất cả mọi người theo bản năng cũng lui về phía sau mấy bước. Trong mắt trừ kinh hãi chính là sợ hãi. Toàn bộ túy tiên lầu yên tĩnh đến mức tận cùng. Ai có thể nghĩ tới cái đó nhìn như thần du cảnh thần bí thanh niên lại có như thực lực này. Đây chính là hơn 10 vị cường giả à. Phần lớn là siêu phàm cảnh cũng hoặc là nhập thánh cảnh thực lực. Siêu phàm cảnh và nhập thánh cảnh ở Côn Lôn Hư mặc dù chỉ tính vậy, nhưng là ở nơi này túy tiên lầu, tất cả lực lượng ngưng tụ, dù là thánh vương cảnh cũng không nhất định chịu nổi à. Huống chi, bọn họ căn bản không thấy cái đó thần bí thanh niên cũng như vì sao ra tay. Chỉ một bước ra một cước. Một cước thì có loại này nghịch thiên thực lực. Gặp quỷ không được. Ninh Vận Nhi theo bản năng bưng kín miệng mình, một tia nhỏ nhẹ kêu lên tiếng vẫn là tràn ra. Trước đây, nàng sở dĩ đến gần Diệp Thần, chính là nhìn thấu Diệp Thần trên người có một ít không giống như vậy.
Nàng biết Diệp Thần có thể ẩn núp mình thực lực, lại không nghĩ rằng lại có thể yêu nghiệt như vậy. Chỉ một chiêu cũng đủ để phá vỡ hết thảy, tại chỗ không có một người biết làm đến. Phụ cận đây lúc nào có loại này cường giả thần bí. Kinh ngạc không chỉ Đinh Vận Nhi, còn có Thạch Trấn Hải. Thời gian 5 năm, Diệp Thần cũng đi Thạch Trấn Hải trong nhà thật nhiều lần, Thạch Trấn Hải lại là từ nhi tử Thạch Tam trong miệng biết Diệp Thần một ít chuyện tình. Đến từ Hoa Hạ, không có tu vi, gia đạo trong rơi. Thậm chí liền linh căn cũng không có. Chỉ có phàm căn. Phàm căn có thể tu luyện, nhưng là cả đời không có gì đại tác là. Cái này hoặc giả cũng là y thần môn sư phụ đem Diệp Thần chứa chấp nguyên nhân. Thời gian 5 năm, Diệp Thần cơ hồ có 2 năm ở châm chọc trung độ qua, sau mấy năm, Diệp Thần không có ở y thần môn, thật giống như đi Côn Lôn hư một nơi bí cảnh, thỉnh thoảng đi ra, hắn đối với Diệp Thần vậy chỉ dừng lại ở đã từng là ấn tượng. Lại không nghĩ rằng, giờ khắc này cái đó phàm căn thanh niên lại có thể ngăn cơn sóng dữ. Hơn 10 vị siêu phàm cảnh thậm chí còn nhập thánh cảnh cường giả đều không cách nào làm sao. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này mang mặt nạ thanh niên thật sự là tiểu thần. Mà giờ khắc này mang mặt nạ Diệp Thần, nhưng là từng bước hướng Cao Phong Bình và Lê Hân đi tới. Hắn có thể cảm giác được chỗ sâu có mấy đạo vô cùng cái nguy hiểm hơi thở đang mắt lom lom. Nếu như không phải là vậy đạo kiếm quyết chấn áp nhiều cường giả như vậy, vậy mấy đạo hơi thở có thể đã sớm ra tay. Ở đám người này còn chưa phản ứng kịp trước, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, vậy lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua Lê Hân và Cao Phong Bình. Bây giờ, ta có tư cách biết câu trả lời sao? Lê Hân vậy mặt tuyệt mỹ bàng giờ phút này chỉ có hoa dung thất sắc. Nàng căn bản không nghĩ tới lại có cường giả như vậy là Thạch Tam nói chuyện. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, Thạch Tam chết chính là bởi vì nàng, một khi để cho cái này mặt nạ thanh niên biết chân tướng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng đến gần mình phụ thân, một cái tay khác lại là bắt được Cao Phong Bình tay, giờ phút này chỉ có cái này hai người có thể để cho nàng an lòng mấy phần. 3. Làm thế nào? Lê Hổ sắc mặt âm trầm. Hắn căn bản không biết trước mặt tiểu tử này thực lực. Mặc dù là thần du cảnh hơi thở, nhưng là mới vừa rồi một chiêu cũng đủ để thuyết minh đối phương ở thánh vương cảnh trên. Rất hiển nhiên, hơi thở bị che đậy. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, vị tiên sinh này, người như vậy có thể hay không quá mức, ta Lê gia và Chu gia cũng coi là vùng lân cận gia tộc lớn, ở Côn Lôn hư nội tình không tính là yếu, người hư như vậy xấu xa tiểu nữ ngày vui. Nhưng mà phải bị trời phạt. Đang ngồi phần lớn người cũng đều đại biểu thế lực khắp nơi tới. Hôm nay ngươi nếu không thu tay lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi là thứ gì, ta hỏi ngươi nói liền sao. Lê Hổ sắc mặt đại biến, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bước ra một giọt máu tươi, bắn về phía Diệp Thần, tiểu xúc sinh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật lấy là ta sợ ngươi sao. Máu tươi tách thả ra, xương máu từng cơn. Đồng thời, Lê Hổ trong tay xuất hiện một cái đàn cổ. Đàn cổ vừa ra, một cổ âm tà hơi thở phun trào tới. Đám người kinh hô thành tiếng, Lê Nguyệt Chi Cầm. Cái này lại là Côn Lôn hư biến mất nhiều năm Lê Nguyệt Chi Cầm. Năm đó một khúc ma âm chấn động Côn Luân truyền thuyết nhưng mà vô cùng kinh người à. Pháp khí này lại bị Lê gia lấy được, một khi ma âm vang lên. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Dù là trong đám người Đinh Vận Nhi cũng là đôi mi thanh tú một nhăn mày, thầm mắng một tiếng cáo già. Nếu như không phải là cái này cái thanh niên giết ra, sợ là vật này liền bị Lê Hổ vẫn ẩn núp. Mà giờ khắc này Diệp Thần diễn cảm quả thật vô cùng kỳ quái. Bởi vì luân hồi mộ địa vang lên một giọng nói. Đến từ bất diệt chi chủ. Thằng nhóc, vậy Lê Nguyệt Chi Cầm vật liệu gỗ là thượng cổ Lê Nguyệt Mộc. Ngươi Trảm Long Vấn Thiên Kiếm vừa vặn thiếu một cái xứng với vỏ kiếm, ta lời nói, ngươi có thể rõ ràng. Diệp Thần tự nhiên biết. Hắn trường kiếm trong tay một chuyển, kiếm phong run một cái, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp hướng Lê Hổ đi. Ngươi Lê Nguyệt Chi Cầm ta muốn. Lê Hổ giờ phút này gương mặt dữ tợn, hắn không có lựa chọn. Hôm nay nếu không giết chết thằng nhóc này, bọn họ một nhà đừng hòng trở lui toàn thân. Không do dự nữa,
Lê Hổ đem Lê Nguyệt Chi cầm trôi lơ lửng ở trước người, ngón tay nhẹ rút. Một cổ thanh thúy tiếng vang khắp toàn bộ túy tiên lầu. Một chùm chuỗi nhẹ giọng tiếng nước chảy tựa như hóa là trường kiếm lạnh như băng hướng Diệp Thần điên cuồng lao đi. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, nếu hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta Lê gia là địch, vậy thì vĩnh viễn lưu lại. Phá! Gầm thét tiếng, vậy vô số trường kiếm hư ảnh cuộn sạch đi. Chỉ có thân ở trong đó, Diệp Thần mới có thể cảm nhận được tiếng đàn này mang đến cho mình áp lực. Tựa như một tòa núi to điên cuồng đè xuống. Không chỉ như vậy, tiếng đàn này phảng phất có nào đó ma lực, để cho hắn không cách nào ngưng tụ chân khí. Cảm nhận được tiếng đàn ảnh hưởng, Diệp Thần hít sâu một hơi, bổn mạng linh phù sử dụng. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần bị vô số sấm sét bọc. Sấm sét tựa như có thể phá vỡ hết thảy. Mà Diệp Thần kiếm trong tay lại là hóa thành một chuôi trảm thiên sấm kiếm. Chính là ma âm, thật lấy là khốn ở ta. Diệp Thần mang theo vạn quân sấm sét trực tiếp bước ra mấy bước, rồi sau đó một kiếm đánh xuống. Không khí cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Lê Hổ khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Một hồi cao vút tiếng đàn bỗng nhiên bung ra. Theo thanh âm bén nhọn rơi xuống, một đạo thực chất sóng âm hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Ở sắp đụng chạm Diệp Thần ngay tức thì, tựa như hóa là vạn trượng sóng lớn. Một khi nện ở Diệp Thần trên mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cảm thấy nguy cơ, không do dự nữa, trường kiếm trong tay trực tiếp biến mất. Một giây kế tiếp, một đạo hàn quang phá không tới. Chính là Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm vừa ra, thiên địa linh khí tựa như đều bị hấp thu. Thậm chí không cần Diệp Thần động thủ. Trường kiếm chém ngang, một hồi tiếng nổ một khắc sau nổ tung. Túy tiên lầu lầu chót trực tiếp bị vô tình tung bay. Có thể gặp uy lực có kinh khủng dường nào. Đạp đạp đạp. Diệp Thần lui về phía sau mấy bước, mà Lê Hổ đồng dạng cũng là. Hắn lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Lê Nguyệt Chi cầm lên tràn đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có thể, lại có kiếm có thể phá vỡ ta Lê Nguyệt Chi cầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này treo lơ lửng trên không trung không biết lai lịch trường kiếm, mới vừa muốn nói chuyện. Thanh kiếm kia lại động. Mang từng cơn huyết quang, cuốn tới. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm có linh, bất kỳ động Diệp Thần người, giết. Không có bất kỳ lý do gì. Lê Hổ mắt xem vậy quái kiếm lại tới, cưỡng ép ổn định thân thể, uống một viên đan dược. Sau đó, năm ngón tay kéo động dây đàn. Tựa như cung tên. Dây cung phóng thích, mưa gió biến hóa, gió lớn cuộn sạch. Một đạo tựa như trăm trượng mũi tên trực tiếp bắn ra, hướng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm đi. Một kích này, đủ phá hủy hết thảy thần binh. Diệp Thần tự nhiên cảm giác được không đúng, chỉ dựa vào Trảm Long Kiếm không nhất định đủ để chống lại. Hắn không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm tới. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên không trung lột. Sau đó đột nhiên đi tới Diệp Thần trước người. Năm ngón tay nắm chặt. Trong thiên địa lực lượng tựa như hết sức ở trong tay. Giờ khắc này Diệp Thần cảm giác nắm trong tay cả thế giới. Hắn khắc một cái nhẹ nhàng vỗ một cái Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Hôm nay, người ta sóng vai tác chiến, coi như là bổ ra cái này Côn Lôn hư cao nhất quy tắc bước đầu tiên. Vạn đạo kiếm pháp là một tiếng giống giận. Vạn đạo kiếm ý mang Diệp Thần trong cơ thể xông ra vô số sấm sét. Dung nhập vào kiếm đạo hóa là sấm sét nhất kích. Hôm nay Diệp Thần thực lực hơn nữa Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, đó là đáng sợ cỡ nào. Trong chốc lát, thương khung hắc đêm trên, mưa gió phun trào. Dị tượng liền liền, mắt thường có thể gặp, chu vi trăm dặm linh khí toàn bộ tràn vào đến thần bí thanh niên và quái kiếm bên trong. Cầu vòng sâu trời. Tựa như hóa thành một đạo thiên hà, từ bầu trời nổ ầm xuống, chạy thẳng tới Lê Hổ vậy đạo cường thế mũi tên đi. Một kiếm này, coi như là Diệp Thần chí cường nhất kích. Một kiếm này, cũng là Trảm Long Vấn Thiên Kiếm chân chính thi triển kiếm thứ nhất. Bất kể như thế nào, đều phải ở Côn Lôn hư lưu lại một đạo không bao giờ xóa nhòa vết thương. Hắn phải nói cho mọi người, hắn Diệp Thần trở về. Vậy sát thần Diệp Thí Thiên cuốn tới. Đầy trời kiếm khí quét sạch bát phương, Diệp Thần khí thế đạt tới một người vô cùng hắn kinh khủng đến nước.
chỉ một kiếm, để cho vây xem tân khách sắc mặt hoảng sợ. Thần bí này thanh niên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Như vậy trẻ tuổi, lại có như thực lực này, chỉ sợ là linh phú bảng ở giữa thanh niên tài tuấn. Nói nhảm, linh phú bảng nhưng mà chiêu mộ Côn Lôn hư tất cả đại thiên phú tài. Thần bí này thanh niên căn cốt đại khái 20 có thừa, tuyệt đối có tư cách tiến vào linh phú bảng. Nói không chừng thằng nhóc này có thể xếp nhập trước 50. Cảm thụ Diệp Thần toát ra kinh thời tiết thế, không thiếu cường giả khá là lộ vẻ xúc động. Một kiếm này chân thực quá mạnh mẽ. Côn Lôn hư ra một cái Diệp Thí Thiên còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn hỏi đời một cái mặt nạ thanh niên? Có người lẩm bẩm nói. Ngươi nói có thể hay không thằng nhóc này chính là Diệp Thí Thiên? Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu quả thật là vậy Diệp Thí Thiên, cái này cái thanh niên sợ rằng đã dẫn động thần lôi và thần long, vậy Lê Hổ vậy còn có tư cách đứng. Hơn nữa lời đồn đãi Diệp Thí Thiên không thích dùng kiếm, thích dùng hoa mai giết người, đối phương hẳn không phải là. Ở đám người nghị luận lúc đó, Lê Hổ cảm thấy nguy cơ, không do dự nữa, dây đàn lực bỗng nhiên gia tăng đến mức tận cùng. Lần này, tiếng đàn bùng nổ hơn nữa hoàn toàn, như sấm nổ tung, vọng về chân trời bây giờ. Từng cổ một đợt khí ầm ầm khuếch tán ra, tựa hồ, vậy từng cổ một đợt khí hóa là muôn vàn cự thú, từ địa ngục lao ra. Hướng Diệp Thần vô tình cắn xé đi. Ta nói, người đàn cổ, ta muốn. Diệp Thần lời nói rơi xuống, vậy kinh thiên kiếm ý cuộn sạch xuống. Hai đạo lực lượng trực tiếp va chạm. Tiếng sấm kia nổ tung thanh âm. Vang khắp phân tiêu. Vô số cự thú và chảm long vấn thiên kiếm va chạm. Dạo rực ra từng tầng một thực chất gợn sóng, hướng bốn phía càn quét đi. Túy Tiên Lầu trận pháp trực tiếp vỡ nát. Đúng cao ốc tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Đáng chết, mọi người mau lui lại. Túy Tiên Lầu phải ngã. Nhìn vậy cuồng bạo đợt khí và lảo đảo muốn ngã tường thể, tất cả tân khách thậm chí còn Cao Phong Bình và Lê Hân. Toàn bộ hướng an toàn đất thối lui. Cho dù là Thạch Tam phụ thân cũng là như vậy. Làm tất cả mọi người rời đi lúc đó, một đạo vang lớn truyền tới. Bụi mù cuồn cuộn dậy. Túy Tiên Lầu trực tiếp sụp. Vang lên vạn trượng bụi đất. Che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Không biết tại sao, tất cả mọi người theo bản năng nghĩ tới Diệp Thí Thiên. Chỉ có Diệp Thí Thiên mới dám như vậy điên cuồng à. Vậy mặt nạ thanh niên sẽ không thật là Diệp Thí Thiên đi. Chấn động tiếng càng ngày càng nhẹ. Bụi đất cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người dài thở ra một hơi. Không biết thần bí thanh niên và Lê Hổ nhất kích, rốt cuộc người nào thắng. Cho đến bụi mù hoàn toàn biến mất, bọn họ ở phế tích bên trong thấy một đạo thân ảnh. Bóng người ngạo nghễ khắp thiên hạ, trong tay ôm một cái đàn cổ. Ba ta thắng, tiểu súc sinh kia chết. Lê Hân thấy đàn cổ kinh hô thành tiếng, nàng hưng phấn đến trình độ cao nhất. Lại không nghĩ rằng, bên tai một đạo bất thình lình thanh âm vang lên. Đến từ Cao Phong Bình. Ngươi lại cẩn thận xem. Lê Hân ngẩn ra, lại nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nhưng phát hiện trong tay đối phương còn nắm một thanh kiếm. Mấu chốt đối phương trên gương mặt mang mặt nạ à. Cái đó thần bí thanh niên còn sống. Lại còn sống. Sau đó. Nàng lại là thấy được một cụ vô đầu chi thi, còn có một viên máu trong vắt đầu lâu. Chính là nàng phụ thân Lê Hổ đầu lâu. Giờ khắc này, thời gian tựa như dừng lại. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài ánh sáng, chỉ còn lại có vậy một đạo thân ảnh. Cả thế giới, rơi vào như chết yên lặng. Như vậy quỷ dị yên lặng, tựa như trải qua ngàn năm, lúc này mới bùng nổ. Lê Hổ chết. Lê gia bị diệt. Côn Lôn hư lại ngang trời xuất thế một cái nghịch thiên cường giả. Ninh Vận Nhi thân thể mềm mại run rẩy, hối hận không thôi. Nếu như mới vừa rồi lại chủ động một ít, có phải hay không đại biểu nàng Dịch Bảo Các là có thể lôi kéo một vị thiên tài. Thần bí kia thanh niên có thần kiếm như vậy, như hơn nữa vậy Lê Nguyệt Chi cầm, tuyệt đối khủng bố à. Diệp Thần không để ý chút nào tất cả mọi người ánh mắt, hướng Lê Hân đi. Làm đi tới trước người của nàng, bước chân dừng lại, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, Thạch Tam rốt cuộc là chết như thế nào? Lê Hân Hù được đặt mông ngồi trên mặt đất, thời khắc này Diệp Thần ở nàng trong mắt liền là ác ma tới từ địa ngục. Lê gia và phụ thân đều không cách nào ngăn cản,
ai còn có thể ngăn cản à? Tiền bối, Thạch Tam chết thật cùng ta không có bất luận quan hệ gì, ta. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một cái tát trực tiếp quạt tới. Một tát này vô cùng thanh thúy, một đạo máu đỏ dấu vết hiển lộ. Lê Hân lần này toàn bộ gương mặt cũng sưng lên. Máu tươi lại là không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Không muốn khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Lê Hân thật luống cuống, ánh mắt nàng né tránh, sau đó nghĩ tới điều gì, chợt nhìn về phía một bên Cao Phong Bình, vội vàng nói, tiền bối, chuyện này và ta không có bất luận quan hệ gì, đều là Cao Phong Bình ý nghĩa, Thạch Tam tồn tại, hoàn toàn trở ngại hắn và ta hết thảy, hắn lúc này mới dùng Thạch Trấn Hải uy hiếp tánh mạng Thạch Tam, nếu như Thạch Tam không chết, không chỉ Thạch Trấn Hải sẽ xảy ra chuyện, Thạch Tam tất cả mọi người chung quanh cũng khó thoát khỏi cái chết. Cao Phong Bình ngẩn ra, nghe tới Lê Hân nói tiếng nói, thiếu chút nữa tức giận khạc ra một ngụm máu tươi. Gái điếm thúi, ngươi dám nói chuyện này ngươi không nhúng tay. Lại vẫn dám nói là ý ta. Ngươi nói ra những lời này, ngươi chẳng lẽ không xấu hổ. Cao Phong Bình cũng là nổi giận. Sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, chỉ Lê Hân nói, đại nhân, chuyện này ta thừa nhận và ta có quan hệ, nhưng là hết thảy chủ đạo đều là Lê Hân. Nếu như ta nói láo nửa câu, bị thiên lôi đánh. Diệp Thần chỉ như vậy mắt lạnh nhìn hai người đẩy tới đẩy lui. Mấy giây sau đó, Diệp Thần cắt đứt tranh chấp của hai người. Các người không cần từ chối. Hôm nay, người hai người chúng ta hãy cùng ta đi một chuyến Thạch Tam phần mộ. Dập đầu 100 cái đầu máu. Sau đó, ta tự mình đưa các ngươi lên đường. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mỗi một cái sọ đầu đều phải dập đầu ra máu, 100 cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Mấu chốt loại này kiểu chết cực kỳ có làm nhục tính à. Cao Phong Bình diễn cảm dữ tợn, hắn dù là chết cũng sẽ không đi tên phế vật kia trước mộ phần dập đầu. Trên người hắn có nhưng mà cao gia cao nhất huyết mạch. Không chỉ như vậy, hắn lại là bước chân vào linh phú bảng, chỉ một tầng này thân phận liền không người nào dám động hắn. Ngươi không thể giết ta. Một khi giết ta, thì chẳng khác nào đắc tội cao gia. Ta cao gia nội tình cũng không phải là ngươi chém giết Lê gia có thể coi như nhau. Còn nữa, ta là linh phú bảng chọn người, thì chẳng khác nào có một đạo miễn tử huy chương vàng. Ngươi như... Cao Phong Bình lời còn chưa nói hết, Diệp Thần động. Kiếm trong tay dậy, rồi sau đó kiếm rơi. Sắc bén chỉ như vậy xuyên thấu hết thảy. Biến dạng hắc đêm. Sau đó... Cao Phong Bình vậy đầu lâu giữ tợn chỉ như vậy yên lặng rơi xuống. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, trước hết đưa ngươi lên đường. Tại chỗ chẳng ai nghĩ tới cái đó thần bí thanh niên thật sẽ giết Cao Phong Bình, bọn họ con ngươi cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Tên này chẳng lẽ không sợ Cao gia không ngừng nghỉ trả thù sao? Diệp Thần bắt lại Lê Hân quần áo, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi ta lời nói rất rõ ràng, ngươi có bằng lòng hay không đi Thạch Tam trước mộ phần. Ta nguyện ý. Lê Hân căn bản không có lựa chọn à, nếu như không đi, một giây kế tiếp, đầu nàng lô cũng biết rơi xuống đất. Cái này sát thần nhưng mà cái gì cũng dám làm à. Được, Diệp Thần vừa liếc nhìn Thạch Trấn Hải, người vậy cùng nhau đi. Thạch Trấn Hải thật vất vả mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, môi của hắn run rẩy, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng, yên lặng đi theo lên. Ngay tại Diệp Thần các người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thân ảnh già nua từ trong đám người đi ra, lại là chắn Diệp Thần trước người. Cụ già cả người quần áo xanh, hơi thở mờ ảo. Đây là Diệp Thần mới vừa cảm giác được nguy hiểm một người trong đó. Có thể là Thánh Vương cảnh. Nếu như người này ngăn trở, sẽ rất phiền toái. Diệp Thần như cũ vân đạm phong khinh, thanh âm đạm mạc rơi xuống, người cũng phải cản ta. Ta kiếm có thể không đáp ứng. Cụ già lắc đầu một cái, ta mặc dù là được mời tân khách, nhưng là cùng Lê gia không có quá lớn quan hệ, bây giờ Lê gia đã chết, ta càng không biết vì bọn họ đứng đi ra. Vậy ngươi bây giờ là ý gì? Ta muốn trong tay ngươi Lê Nguyệt Chi cầm, nó đối với ta rất trọng yếu, ta cả đời này cũng tìm loại pháp khí này, nếu như ngươi nguyện ý ra tay, ta có thể cho ngươi hết thảy thứ ngươi muốn. Còn nữa, quên tự giới thiệu mình, ta kêu Khâu Đạo. Côn Lôn Hư có chút bằng hữu coi trọng ta, kêu ta cầm si.
Làm cụ già lấy ra thân phận nháy mắt, Đinh Vận Nhi cùng với tất cả mọi người diễn cảm cơ hồ nghẹt thở. Lại là cầm si khâu đạo. Khâu đạo năm đó vẫn là nhập thánh cảnh thời điểm, nhưng mà một khúc ma âm chém chết 10 vị nhập thánh cảnh cường giả. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể bước vào thánh vương cảnh, nếu như đạt được Lê Nguyệt Chi cầm, vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng gấp mấy lần à. Xem ra khâu đạo lần này là nhất định phải bắt lại Lê Nguyệt Chi cầm. Bất quá vậy mặt nạ thanh niên là một kiếm tu, Lê Nguyệt Chi cầm đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì, nếu như đem vật này cầm ra, và khâu đạo thành lập một ít quan hệ, đối với hắn sau này ở Côn Lôn hư trăm lợi mà không một hại à. Ninh Vận Nhi biết khâu đạo thực lực, tự nhiên không hy vọng khâu đạo đối với Diệp Thần ra tay, liền đứng dậy, đối với Diệp Thần chắp tay nói, tiên sinh, cuộc mua bán này có thể làm. Không quá ta nghe nói khâu lão ở Côn Lôn hư một nơi bí cảnh lấy được một chuôi linh kiếm. Khâu lão, nếu như người cầm vậy linh kiếm đổi trác, hẳn càng thành chú ý một ít. Rất hiển nhiên, Đinh Vận Nhi là ở là Diệp Thần nói chuyện. Khâu đạo nhưng là không nghĩ tới Đinh Vận Nhi lại có thể liền bí cảnh sự việc đều biết, cao nhìn đối phương một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, linh kiếm ta đã đưa người, nhưng là tiểu huynh đệ, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem Lê Nguyệt Chi cầm cho ta, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Còn nữa, nếu như lần kế ta đạt được linh kiếm pháp bảo, thời gian đầu tiên tặng cho ngươi. Rất rõ ràng, khâu đạo căn bản không dự định lấy đồ đổi trác. Mà là tay không bắt giặt. Lời nói bây giờ, một đạo thánh vương cảnh uy áp hướng Diệp Thần bao phủ đi. Hùng hổ dọa người. Đinh Vận Nhi trên mặt có chút nổi nóng, vội vàng nói, khâu lão. Ngươi như vậy dựa vào tu vi đối phó một tên tiểu bối không tốt sao, nếu như truyền đi, ngươi ở Côn Lôn hư danh tiếng cũng không tốt nghe. Khâu đạo không để một chút để ý Đinh Vận Nhi, mà là nhìn về phía Diệp Thần, thằng nhóc, ta biết ngươi là kiếm tu, cái này Lê Nguyệt Chi cầm đối với ngươi mà nói căn bản không dùng, ngươi nhìn làm đi. Nếu như không giao ra, ta sẽ không thích, có ít thứ, ngươi không nhất định có lệnh có thể ăn. Đối mặt khâu đạo hùng hổ dọa người. Diệp Thần cười. Cười vô cùng lịch sự. Sau đó, một câu nói tiếng nói chỉ như vậy chậm rãi rơi xuống, ai nói cái này Lê Nguyệt Chi cầm đối với ta lại nói không dùng. Dứt lời, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp từ luân hồi mục đích bay ra. Một giây kế tiếp, hướng Lê Nguyệt Chi cầm bắn tới. Đồng thời, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, bên tai không ngừng vang lên bất diệt chi chủ luyện sao thuật. Hắn quanh thân lại xông ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa lan tràn đến Lê Nguyệt Chi cầm trên. Đồng thời, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm cắm vào trong đó. Trực tiếp hủy xấu xa. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần sẽ làm như vậy. Dù là cái này Lê Nguyệt Chi cầm đối với ngươi không có dùng, vậy không cần phải như vậy làm nhục à. Đây chính là thượng cổ chí bảo à. Mặc dù hư hại không thiếu, nhưng cũng là giá trị liên thành tồn tại à. Tất cả mọi người tại chỗ gặp qua không thiếu phá sản con nhà giàu, nhưng chưa từng gặp qua Diệp Thần như vậy. Khâu đạo nụ cười đột nhiên đọng lại, một cổ vô hình tức giận cuộn sạch mở. Cực điểm X23US. Thằng nhóc, ngươi lại dám hủy xấu xa ta Lê Nguyệt Chi cầm. Tự tìm cái chết. Một cổ cuồng loạn gầm thét chi tiếng vang lên. Đối với khâu đạo mà nói, cái này Lê Nguyệt Chi cầm nhưng mà thiên đại cơ duyên à. Hắn thế ở tất được. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới thần bí này thanh niên vậy mà sẽ ngay trước hắn mặt trực tiếp hủy diệt. Không do dự nữa, hắn năm ngón tay dương ra, hóa thành ưng chảo, linh khí vờn quanh ở năm ngón tay bây giờ. Điên cuồng hướng Diệp Thần đầu lâu đi. Một chảo này, thánh vương cảnh dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là còn chưa chạm được Diệp Thần, vậy cháy Lê Nguyệt Chi cầm ầm ầm bùng nổ. Ngọn lửa bỗng nhiên trăm trượng. Tựa như một con rồng lửa hướng khâu đạo đi. Khâu đạo ngẩn ra, mang theo thánh vương cảnh oai, chợt vỗ tới. Nháy mắt tức thì, hắn cảm giác được một cổ dễ như bỡn lực lượng đụng tới. Ngọn lửa biến mất, mà còn dư lại chính là một chuôi linh kiếm. Chỉ bất quá linh kiếm lại nữa bại lộ, nó tựa như mặc vào một kiện chí cao linh y. Vỏ kiếm nhập thân. Vậy linh khí bốn phía vỏ kiếm tựa như là chuôi này thần kiếm đo thân chế tạo vậy. Khâu đạo thân thể chợt lui về phía sau, ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở giữa không trung thanh kiếm kia.
mà Diệp Thần nhưng là năm ngón tay nắm chặt, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm đã bay trở về bên trong tay hắn. Nhìn giờ phút này hoàn chỉnh Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, Diệp Thần khóe miệng phát họa dậy một đạo nụ cười. Bất diệt chi chủ quả nhiên không có lừa gạt hắn. Hắn năm ngón tay một chuyển, Lê Tháng Chi Mộc chế tạo vỏ kiếm cùng với Trảm Long Vấn Thiên Kiếm chỉ như vậy gánh ở sau lưng. Hắn nhìn lướt qua Khâu Đạo, Lê Nguyệt Chi cầm chính là sau lưng ta kiếm vỏ kiếm, ngươi có thể hài lòng. Khâu Đạo trong mắt máu đỏ thêm dữ tợn. Đem Lê Nguyệt Chi cầm làm vỏ kiếm, đây hoàn toàn là phí của trời à. Bực này bảo bối lại lâm vào là vỏ kiếm, còn không bằng phá hủy. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết. Gió lạnh đột ngột, kiếm khí tràn ra. Toàn bộ thời không đổi được thác loạn. Khâu Đạo khí tức trên người bởi vì tức giận hoàn toàn bùng nổ. Để cho người nghẹt thở. Trong tay hắn lại là xuất hiện một chuôi màu đen trường kiếm. Đàn kiếm. Cầm kiếm sơn hà. Khâu Đạo một tiếng giống giận, đây là hắn đắc ý kiếm kỹ. Hủy diệt cực mạnh. Một kiếm rơi, sơn hà hủy. Kiếm chiêu thi triển, ngày tháng không ánh sáng. Thiên địa vạn vật né tránh, sơn hà tựa như lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Chỉ lần này một kiếm, tựa như đem thiên địa hóa là hai nửa. Lớn gió đột nhiên cuộn sạch, tiếng gió tựa như quỷ khóc sói chu. Nếu như tiếng đàn từng cơn, khí tức lạnh như băng, để cho người rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, mình cổ họng bị bóp, khó mà thở dốc. Thậm chí mắt thường đã không thấy được Khâu Đạo bóng người. Chỉ có kiếm ảnh. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, thánh vương cảnh cường giả, bây giờ hắn muốn ngăn trở rất khó. Nhưng là nếu đối phương ra tay, hắn chính là nhắm mắt cũng phải lên. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp sử dụng. Bổn mạng linh phù lóe lên ra, thân kiếm bên trong phun trào ra từng đạo sấm sét. Huyết Long, đi ra. Cả người kinh thiên long ngâm trực tiếp vang khắp. Sau đó, một đầu huyết long hư ảnh trực tiếp chui ra Diệp Thần thân thể. Che khuất bầu trời. Thần long oai ngay tức thì yên tĩnh. Trên bầu trời từng đạo sấm sét đập vào Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên. Vạn đạo kiếm ý biến dạng hết thảy, tựa như hắc động, hướng Khâu Đạo cuồng quyển đi. Đây cơ hồ là Diệp Thần cường đại nhất chiêu thức một trong. Một kiếm này, hắn đã không giữ lại chút nào. Cường đại kiếm khí mang sấm sét và huyết long oai, sông ngang đánh thẳng. Kiếm ý ở ngừng chính giữa nổ tung. Hết thảy tựa như bị định cách, ở đó tàn phá bừa bãi kiếm khí dưới, vô số cây cối cắt thành là dù sao cũng đoạn. Khâu Đạo cầm kiếm sơn hà trực tiếp sụp đổ. Đầy trời đá bay, mưa gió phun trào. Thấy một màn này, cái đó trước đây hoài nghi mặt nạ thanh niên là Diệp Thí Thiên người đàn ông đột nhiên kêu lên súc sinh. Diệp Thí Thiên. Hắn là Diệp Thí Thiên. Thần Long, sấm sét, cường đại kiếm kỹ. Không có sai. Cái này ba chữ tựa như sấm ở trong đám người nổ vang. Giờ khắc này, vậy mặt nạ thanh niên hết thảy tựa như và vậy trăm tông lệnh truy sát thanh niên trọng hợp. Vô số người há to mồm, muốn nói điều gì nhưng là căn bản không nói ra. Mà giờ khắc này Diệp Thần, cường đại lực phản chấn tấn công tới, hắn huyết khí dâng trào. Rất là khó chịu. Đồng thời, trên mặt hắn mặt nạ hóa là chia năm xẻ bảy. Vậy dịch dung Diệp Thí Thiên hình dáng bại lộ không bỏ sót. Phốc xích. Khâu Đạo cũng là như diều đứt dây bay ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, nhưng là làm hắn thấy Diệp Thí Thiên dáng vẻ, nhưng là hoàn toàn hóa đá. Nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện hắn con người đang co rúc lại. Vẻ sợ hãi tràn đầy trong mắt hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này người thanh niên chính là để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật Diệp Thí Thiên. Nếu quả thật là như vậy, vậy mới vừa rồi nhất kích tuyệt đối không phải Diệp Thí Thiên một kích mạnh nhất. Lời đồn đãi, Diệp Thí Thiên một chi hoa mai liền có thể bùng nổ thánh vương cảnh. Còn có thể dẫn động thần lôi, cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Ẩn núp chỗ sâu nguyên vốn dự định người xuất thủ, lại là động một cái vậy không nhúc nhích. Thậm chí cấp tốc lui về phía sau. Không chỉ như vậy, có chút tu vi yếu người đàn ông trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ hoàn toàn bị Diệp Thí Thiên sợ hãi ăn mòn. Người đàn ông này thần bí khó lường. Người đàn ông này là vượt qua kỷ tư thanh tồn tại.
Người đàn ông này một chi hoa mai liền có thể nghiền ép chúng sanh. Người đàn ông này khống thần lôi, ngự thần long, một kiếm dưới, hủy diệt sơn hà. Người đàn ông này lại là linh phú bảng trước 10 đứng đầu tồn tại. Chỉ cần cho hắn 10 năm, liền có thể nắm giữ Côn Lôn hư à. Đánh như thế nào? Một người quỳ, trăm người quỳ. Tựa như vạn chúng thần phục. Diệp thần có chút bối rối, hắn biết Côn Lôn hư đối với Diệp Thí Thiên sợ hãi, dẫu sao ban đầu Diệp Thí Thiên triển lộ lực lượng đến từ luân hồi mộ địa đại năng Đoạn Lôi Nhân. Thượng cổ đại năng thực lực quả thật không phải Côn Lôn hư những người này có thể chống cự. Nhưng là vậy không cần phải như vậy đi. Bất quá Diệp thần tự nhiên sẽ không bại lộ mình bây giờ thực lực, ngược lại chậm rãi đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bỏ vào sau lưng vỏ kiếm. Rồi sau đó, hai tay chắp sau lưng, mặc cho huyết long bàn lượn quanh quanh thân. Một màn này, cho người rung động thật lớn. Hắn con người đột nhiên hóa là lợi quang bắn về phía Khâu Đạo, không nghĩ tới, bổn tôn thân phận vẫn bị các người khám phá, ta vốn bình thường, làm sao có người không muốn để cho ta bình thường. Khâu Đạo, bây giờ ngươi còn muốn vậy Lê Nguyệt Chi cầm. Không biết phụ cận đây có hay không cây mai. Lời nói bên trong, có một tia băng hàn ý. Nghe được cây mai, tại chỗ phần lớn thân thể run rẩy, toàn thân ướt đẫm. Mà Khâu Đạo cũng giống như vậy. Chẳng biết tại sao, thanh niên trước mắt dáng vẻ cùng với cái loại đó loại khủng bố truyền thuyết hoàn toàn cắn nuốt hắn, sự sợ hãi trong lòng của hắn không ngừng lan tràn. Nếu như cái này Diệp Thí Thiên thật bùng nổ toàn lực, hắn liền ngăn trở tư cách cũng không có à. Bây giờ Diệp Thí Thiên thi triển chẳng qua là thiên lôi, mà không phải là thần lôi. Nếu như thần lôi hạ xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ rõ ràng hết thảy, một tiếng, Khâu Đạo cũng là quỳ xuống. Diệp tiền bối, tiểu nhân không dám. Ta không biết Diệp tiền bối hạ xuống nơi này, nếu không ta tuyệt đối sẽ không sinh ra rình dập tâm. Ta nguyện ý dùng một cánh tay xin lỗi. Vừa mới dứt lời, Khâu Đạo một chưởng vỗ bên trái cánh tay trên. Cánh tay trái tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Thấy một màn này, tất cả mọi người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Để cho Thánh Vương cảnh tự đoạn một cánh tay, chỉ có Diệp Thí Thiên tái hiện giang hồ mới có thể làm được à. Tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thí Thiên ngay tại Hoa Hạ, lại không nghĩ rằng lặng lẽ bây giờ, Diệp Thí Thiên đã đi tới Côn Lôn hư à. Bọn họ khẳng định, muốn không được bao lâu, toàn bộ Côn Lôn hư cũng biết động đất. Mặc dù trên trăm cái tông môn ban bố lệnh truy sát, nhưng là vậy chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi. Không có trăm tông cường giả vây trận Diệp Thí Thiên, ai dám cùng Diệp Thí Thiên là địch à? Đây không phải là tự tìm cái chết. Diệp thần rất hài lòng trước mắt hiệu quả, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thí Thiên cái này đột phát kỳ tưởng tên chứ có thể mang cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy. Không chiến mà khuất người chi binh, nói có lẽ chính là ý này. Dĩ nhiên, hắn cũng không khả năng tiếp tục truy cứu, nếu không chó nóng này cũng biết nhảy tường. Chúng ta đi. Diệp thần nhìn một cái hai tròng mắt đờ đẫn Lê Hân, nhàn nhạt nói. Lê Hân toàn thân cơ hồ như nhũn ra, nhưng còn là theo chân Diệp thần hướng chỗ sâu đi. Nàng biết, mình không có lựa chọn. Bởi vì thanh niên trước mắt là Diệp Thí Thiên à. Ngay tại Diệp thần đạp cách mấy bước thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bắn về phía một đạo xinh đẹp ảnh. Đinh Vận Nhi. Hắn biết Đinh Vận Nhi là dịch bảo các người. Nếu quả thật nếu nói, hai người coi là lên tử thù. Bất quá hắn ngược lại là không cảm giác được Đinh Vận Nhi trong mắt có cái gì sát tâm. Ngươi bây giờ còn muốn biết ta tên chữ sao? Đinh Vận Nhi con ngươi co giúp một cái, không nói gì, thần sắc phức tạp dị thường, càng không dám và Diệp thần hai tròng mắt đối mặt. Hèn nhát cúi đầu. Nàng rất rõ ràng, Diệp Thí Thiên mạnh mẽ, không người nào có thể ngăn trở. Mười mấy ngày trước, Diệp Thí Thiên đi tới dịch bảo các, trực tiếp hủy diệt Hoa Hạ phân các, chém chết Trang Bộ Phàm và Huyết Minh cường giả. Mà ngày hôm nay, Diệp Thí Thiên hạ xuống Côn Lôn hư, hủy diệt Túy Tiên Lầu, tàn sát Cao Gia và Lê Gia. Chỉ lần này một lần hành động, vậy tiếng xấu sẽ đem vang khắp toàn bộ Côn Lôn hư. Lần này, không phải cảnh cáo, mà là đối với toàn bộ Côn Lôn hư uy hiếp. Hắn Diệp Thí Thiên, trở về. Táng nghĩa địa, Thạch Tam Mộ. Diệp thần nhìn vậy trên mộ bia chữ viết, quả đấm nắm chặt,
một cổ vô hình tức giận cuộn sạch toàn thân. Quỳ xuống. Diệp Thần thanh âm chỉ như vậy vang lên. 5 năm trước, bước vào Côn Lôn hư. Lão đầu lĩnh vào cửa, tu hành cũng không phải người, mà là Thạch Tam hỗ trợ. Thạch Tam dùng hành động giáo hội Diệp Thần Côn Lôn hư tàn khốc. Hắn thiếu Thạch Tam một cái mạng, vốn cho là đạt được luân hồi mộ địa sau đó, có thể trả lại. Lại không nghĩ rằng, mới gặp lại, là âm dương cách nhau. Ân tình không cách nào còn. Duy nhất có thể làm chính là nợ máu trả bằng máu. Lê Hân trực tiếp quỳ xuống, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, vừa định dập đầu, Diệp Thần một chỉ điểm ra. Rơi vào Lê Hân trên ấn đường. Liên quan tới Thạch Tam trí nhớ cuốn tới. Thạch Tam thầm mến Lê Hân, lấy dũng khí, đi Lê ra thấy vị hôn thê này. Lại bị Lê ra dùng các loại lý do trận ngoài cửa. Lê ra người làm châm chọc, cũng không có để cho Thạch Tam mất đi hy vọng. Hắn tin tưởng cái đó vị hôn thê như mặt nàng cho vậy, ôn hòa hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Hắn rốt cuộc gặp được Lê Hân, lại không nghĩ rằng, Lê Hân dùng ác ngữ muốn ép. Rất là khó nghe. Một câu kia con cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga, hoàn toàn để cho Thạch Tam rơi xuống đáy cốc. Thạch Tam sau khi rời đi, uất ức không vui một tháng. Trong tuyệt vọng tân sinh, hắn nhớ lại Côn Lôn hư đám kia cần chữa trị đứa nhỏ, nhớ lại đã từng ở Diệp Thần trước mặt hứa lời hứa. Người phụ nữ lại coi là cái gì? Chỉ có gánh lên y đạo thông thần, lấy y tế đời, liền có thể để cho Côn Lôn hư cái này lãnh khốc thế giới có một ít nhiệt độ. Hắn vừa mới chuẩn bị lên đường rời đi đất thị phi này, lại không nghĩ rằng gặp được một đôi cẩu nam nữ. Đôi cẩu nam nữ này ác độc mặt mũi khắc cốt minh tâm. Bọn họ đả thương Thạch Tam. Tựa như chó chết. Bọn họ để cho Thạch Tam một phương diện hủy diệt hôn ước, Thạch Tam đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, đôi cẩu nam nữ này trở quẻ. Thạch Tam không phải tự sát, mà là hắn giết. Chết tại Lê Hân tay. Diệp Thần buông lỏng ngón tay, Lê Hân cũng không nhận thấy được Diệp Thần khác thường. Chợt dập đầu. Trán máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Làm dập đầu đến thứ 60, mặt đất đều là máu tươi. Nàng không chịu nổi. Lê Hân cực kỳ thống khổ, trong mắt như nước giống vậy nhìn về phía Diệp Thần. Tiền bối, ngươi cho ta một thống khoái đi, ta. Ta chống đỡ không nổi nữa. Thống khoái. Diệp Thần cười. Đúng, Thạch Tam chết, và ta mặc dù có quan hệ hệ, cái này ta thừa nhận, là ta ích kỷ, nhưng là nguyên nhân chủ yếu thật không ở ta. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, được, ta đáp ứng ngươi, ban cho ngươi vừa chết. Lê Hân thở ra một hơi, vốn cho là xin nhờ. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần trong tay đột nhiên bắn ra mười mấy cây ngân châm. Ngân châm vừa ra, nàng trên mình tựa như dù sao cũng con kiến đang điên cuồng phệ cắn. Rất là khó chịu. Loại cảm giác này so chết còn thống khổ. Nàng toàn thân thối rữa, liền liền thần hồn cũng bị vô tình biến dạng. Tựa như một đạo âm hỏa cháy nàng toàn thân. Tiền bối, ngươi không phải đáp ứng. Đáp ứng ta, à. Lê Hân hoảng sợ kêu lên, nàng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Thân thể đã mình đầy thương tích. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, tạo thành một đạo khép kín trận pháp, vì phòng ngừa nữ nhân này máu chạm được Thạch Tam vậy sạch sẽ phần mộ. Vô tận thống khổ tiếng vang khắp, tựa như quỷ khóc sói chu. Diệp Thần thờ ơ. Mười mấy phút sau đó, Lê Hân biến thành một đạo xương máu. Tại trong thống khổ thần hồn tiêu diệt, Diệp Thần lấy xuống mình dịch dung hình dáng, lấy chân thật dáng vẻ hiển lộ. Hắn nhìn về phía Thạch Trấn Hải, Thạch Thúc Thúc, người sau này có cái gì dự định? Thạch Tam ca mặc dù chết, nhưng là hắn khẳng định hy vọng ngươi có thể tiếp tục còn sống, sống thật khỏe. Thạch Trấn Hải sâu đậm nhìn một cái mộ bia, đột nhiên, một tiếng quỵ ở Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi là con ta làm hết thảy. Diệp Thần vội vàng đem Thạch Trấn Hải đỡ lên, ta và Thạch Tam vốn là cùng các sư huynh đệ, tuyệt đối không thể quỳ ta. Còn nữa, ngươi kêu ta tiểu thần liền tốt, nếu không ta có thể phải tức giận. Thạch Trấn Hải hòa hoãn mấy phần, chỉ có thể âm thầm nhớ Diệp Thần ân tình. Lá trước, tiểu thần, ta dự định đi Côn Lôn hư mặt Tây, Thạch Tam đã từng nói phải đi nơi đó xem, liền làm ta cái này làm phụ thân hoàn thành đứa trẻ tâm nguyện. Diệp Thần tôn trọng Thạch Trấn Hải dự định,
lại là lấy ra một ít linh thạch và mấy đạo phù văn, giao cho Thạch Trấn Hải, Thạch Thúc Thúc, những thứ này ngươi nhận lấy, chí ít lúc gặp nguy hiểm có thể tự vệ. Thạch Trấn Hải nhìn một cái Diệp Thần vật trong tay, mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn là nhận. Hắn từ Thạch Tam khi còn sống nói một ít chuyện tình bên trong, coi như rõ ràng tiểu thần làm người. Nếu như không thu, tiểu thần tất nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách để cho hắn nhận lấy. Đột nhiên, Thạch Trấn Hải nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong túi cầm ra như nhau tơ lụa bao gồm đồ. Tơ lụa mở ra, bên trong là một quả màu vàng trận bàn. Tiểu thần, vật này là sư phụ ngươi mang đệ tử rời đi y thần môn trước lưu lại, ban đầu hắn là giao cho Thạch Tam xảy ra chuyện sau đó, ta liền từ Thạch Tam trên mình sửa sang lại đi ra, ta không hiểu vật này là thứ gì, ngươi xem, có lẽ có thể nghiên cứu ra được. Đây cũng tính là sư phụ ngươi lưu lại duy nhất vật. Còn nữa, ta nghe Thạch Tam nói qua, y thần môn mọi người trước khi rời đi, có một cái người bị trọng thương ông già đã từng xuất hiện ở y thần môn, người sư phụ mang vị cụ già này tiến vào thần y điện, lại là 3 ngày không ra. 3 ngày sau, vậy lão nhân biến mất, không biết sống chết, mà người sư phụ nhưng là tánh tình đại biến, 1 ngày sau, chính là vài y thần môn đệ tử toàn bộ rời đi, đi cực kỳ vội vàng. Ta biết chỉ có những thứ này, tiểu thần ngươi bây giờ mặc dù có thực lực, nhưng là hôm nay hoàn toàn bại lộ ở rất nhiều thế lực trước mặt, không là một chuyện tốt, bất cứ lúc nào, thu liễm mấy phần không có sai. Thạch Trấn Hải giao phó xong, liền biến mất ở Diệp Thần tầm mắt bên trong. Có một số việc, chỉ có để cho Diệp Thần một người suy nghĩ. Diệp Thần nhìn Thạch Tam mộ bia, lâm vào sâu đậm trầm tư. Lão đầu tại sao phải mang y thần môn mọi người vội vàng rời đi? Hắn rõ ràng lão đầu tính cách, không thích tranh chấp, không theo đuổi danh lợi, thậm chí ở lão đầu trên mình xem không thấy vui bi. Nhưng là từ Thạch Thúc trong giọng nói, rất rõ ràng, y thần môn xảy ra chuyện. Chuyện này đạo hỏa tuyến, chính là cái đó bị thương ông già. Diệp Thần thử nghiệm đối với màu vàng trận bàn nhỏ máu nhận chủ, cũng hoặc là linh thức chui vào trong đó. Căn bản không có dùng. Vật này mặc dù là trận bàn, nhưng là giống như bị lực lượng nào đó phong tỏa vậy. Căn bản không mở ra. Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới điều gì, bước nhanh hướng y thần môn cũ địa điểm đi. Nếu như muốn tìm câu trả lời, còn có một cái phương pháp. Đại đạo tìm quyết, trả lại như cũ hết thảy. Chẳng qua là đại đạo tìm quyết là lão đầu dạy hắn một đạo mạnh mẽ thuật pháp, hắn tự nhiên có nhằm vào phương pháp. Không biết lão đầu trước khi rời đi có hay không xóa sạch hết thảy. Nếu như xóa sạch, vậy bất kỳ thuật pháp cũng tìm không gặp. Y thần môn. Diệp Thần ở chính giữa vườn hoa một nơi ghế đá trước ngồi xuống. Lấy ra màu vàng kim trận bàn. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, sau đó nhẹ nhàng ở trong không khí múa, một đạo linh phù trực tiếp vẽ ra. Trước mặt hắn trong không khí ngay tức thì xuất hiện một bản quỷ dị phù văn. Hắn buông tay ra, màu vàng trận bàn trôi lơ lửng, dán chặt phù văn kia. Diệp Thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, hàng bản lưu mạt, mà sống vạn vật. Thanh người chọc chi nguyên, động người yên tĩnh chi cơ. Khám phá sức sống, ngàn dặm tìm người. Theo Diệp Thần ngữ tốc càng lúc càng nhanh, vậy trước mặt phù văn và màu vàng trận bàn lại trôi lơ lửng. Một giây kế tiếp, trực tiếp cháy. Ngọn lửa là màu xanh. Thậm chí hình thành một đạo cổ quái hình dáng. Chính là bây giờ. Diệp Thần cắn bể ngón tay, chợt bắn ra một đạo máu tươi. Làm máu tươi đánh tới trên ngọn lửa, ánh lửa đại tác. Cường đại cắn trả ý đột nhiên tấn công tới. Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn cũng biết sẽ không như vậy ung dung. Phốc! Diệp Thần đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn không để ý tới hết thảy, bất kể như thế nào. Nhất định phải biết chân tướng. Huyết long xông ra trong cơ thể, đồng thời, bổn mạng linh phù sử dụng. Đan điền chân khí cũng là cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến màu vàng trận bàn và ngọn lửa bên trong. Một cổ lực lượng vô hình dường như muốn đem Diệp Thần thân thể vỡ ra. Căn bản không có thể ngưng quyết thành công. Chẳng lẽ muốn buông tha sao? Diệp Thần mới vừa dự định thu tay về, túi đá màu đen treo lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt. Đồng thời, một đạo hoang cổ ý bao trùm mở. Thằng nhóc, ta giúp ngươi một lần,
Hạ không là ca. Bất diệt chi chủ thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, ánh lửa càng ngày càng thịnh, màu vàng trận bàn lại là kịch liệt run rẩy. Lần này không trung lại tạo thành tới một bức họa mặt. Trong hình, Diệp Thần thấy được hai ông cụ. Một vị trong đó chính là Y Thần Môn trưởng môn, cũng chính là ban đầu ở Hoa Hạ Hồ Đông Tiền cứu Diệp Thần lão đầu. Mà một ông cụ khác nhưng là hơi thở yếu ớt, rất hiển nhiên, chính là Thạch Trấn Hải trong miệng vị kia trọng thương nhân vật then chốt. Lão đầu tay cầm màu vàng trận bàn, đối với lão kia người thở dài một tiếng, Y Thần Môn còn dư lại nhiều ít thời gian. Vậy bị thương ông già bấm ngón tay mấy giây, mở miệng nói, không tới một năm. Y Thần Môn không chạy thoát vậy trận đại kiếp, đám kia chỗ tối người đã bắt đầu ra tay, nếu như ta là ngươi, mang đệ tử rời đi đi, chí ít có thể kéo một hồi. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trận bàn tay nổi gân xanh, muốn ta rời đi nơi này, căn bản không có thể. Đám người kia như muốn thật tiêu diệt Y Thần Môn, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi. Y đạo ở thời đại thượng cổ nhưng mà đại đạo, vị kia thái hư Y Thần Lâm Thanh Huyền bằng vào thần y đại đạo, sừng sững ở vô số cường giả trên. Uy trấn Côn Lôn hư. Vì sao đến ta nơi này, thì phải buông tha, làm một cái đảo binh, không phải ta phong cách. Lão đầu tâm trạng vô cùng kích động. Bị thương ông già thở dài một hơi, ngươi là không sợ sống chết, nhưng là ngươi nghĩ tới đám kia học trò sao? Bọn họ còn trẻ, cũng phải táng sống ở chàng này đại kiếp bên trong. Nghe được câu này, lão đầu bình tĩnh lại. Thật không có cách nào sao? Lời nói bên trong có chút không biết làm sao. Bị thương ông già ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa như ở bấm đốt ngón tay trước cái gì. Đột nhiên, thương khung biến sắc, dị tượng lên. Bị thương ông già tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, đồng thời, bắt lại lão đầu tay, kích động nói, ngươi có thể nhớ ngươi từng ở Hoa Hạ cứu về một tên tiểu tử. Diệp Thần, lão đầu hơi biến sắc mặt, tựa như nghĩ tới điều gì. Đúng, ta ban đầu cho người này tính qua một quẻ, mạng hắn cách cổ quái, cả thiên đạo đều không cách nào khám xét. Là thế gian hiếm thấy phá cuộc người, tử cục này, người này là duy nhất sinh. Nếu như hắn ở bên người, có lẽ còn có cơ hội. Không đúng, ta thật giống như hôm nay không có ở Y Thần Môn thấy thằng nhóc này. Bị thương ông già nhíu mày nói. Lão đầu ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói ta dùng thuật pháp khám phá thiên cơ. Hoa Hạ có một ngôi sao cực kỳ lóng lánh, đó là đế vương tinh thần, ta đoán thằng nhóc kia ở Hoa Hạ có nghịch thiên cơ duyên, liền để cho hắn hồi TQ, bây giờ không biết như thế nào. Bị thương ông già vừa nghe, thở dài một tiếng, có lẽ đây là số mệnh đếm đi, nếu hắn đi Hoa Hạ chúng ta cũng không trông cậy vào, dưới mắt, ngươi đuổi mau dẫn đệ tử đi Thanh Huyền Phong, Thái Hư Y Thần Lâm Thanh Huyền hậu nhân tại nơi đó, Y Thần Môn giàu gì cũng là Lâm Thanh Huyền một đạo truyền thừa. Nếu như Lâm Thanh Huyền hậu nhân nguyện ý ra tay, cái này đại kiếp còn có thể hòa hoãn mấy phần. Được. Lão đầu do dự mấy giây, nhìn một cái trong tay trận bàn hạ quyết tâm nói. Hình ảnh lúc này cắt đứt. Thanh Huyền Phong, Thái Hư Y Thần Lâm Thanh Huyền. Diệp Thần nhíu mày, nhắc tới. Đột nhiên, hắn thần sắc biến đổi, bởi vì hắn phát hiện những lời này vừa dứt hạ, luân hồi mộ địa chấn động lên. Cái này chấn động đến từ vậy còn không dẫn động tòa thứ ba mộ bia. Diệp Thần vốn đang không có suy nghĩ nhiều, nhưng là luân hồi mộ địa chấn động nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ vậy tòa thứ ba mộ bia và Thái Hư Y Thần Lâm Thanh Huyền có chút quan hệ? Không phải là hắn chứ? Diệp Thần ban đầu lần đầu tiên bước vào Y Thần Môn, lão đầu thường nói qua Y Thần Môn lịch sử. Y Thần Môn tồn tại ở thời kỳ thượng cổ. Do Thái Hư Y Thần Lâm Thanh Huyền một đạo thần niệm sáng chế. Bởi vì chẳng qua là một đạo thần niệm, ước chừng giữ nguyên Thái Hư Y Thần bộ phận y thuật. Ngay cả là bộ phận y thuật, cũng để cho Y Thần Môn huy hoàng liền dòng dã ngàn năm. Năm đó Côn Lôn hư và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ võ đạo vi tôn, mà năm đó y đạo thông thần, lại là nghiền ép võ đạo. Y Thần Môn lại là Côn Lôn hư ba đại đỉnh cấp tông môn một trong. Đáng tiếc, đến sau đó, y đạo tinh túy dần dần biến mất. Thậm chí ở sông dài năm tháng trong bị mất rất lớn một số. Đây cũng là Y Thần Môn luân lạc tới hiện ở nơi này trình độ nguyên nhân. Lão đầu vô số lần than thở Y Thần Môn sa sút và hắn có liên quan, nhưng là Diệp Thần biết,
chân chính sa sút từ ngàn năm trước lại bắt đầu. Thái hư y thần Lâm Thanh Huyền thần kỹ cơ hồ biến mất ở Côn Lôn hư. Dù là Thanh Huyền phong thái hư y thần hậu nhân cũng giống như vậy. Đồ nhi, đuổi mau vào. Luân hồi mộ địa truyền đến đoạn lô nhân thanh âm. Diệp thần không do dự nữa, ý thức trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Làm đi tới bên trong, Diệp thần phát hiện đoạn lô nhân và bất diệt chi chủ đang có nhiều thú vị nhìn một tòa mộ bia. Đây là bây giờ Diệp thần có thể dẫn động cuối cùng một tòa mộ bia. Thời khắc này mộ bia không ngừng lay động, bao quanh một cổ cực mạnh màu vàng linh khí. Linh khí không ngừng hội tụ, một cổ vô hình uy áp để cho Diệp thần không thở nổi. Sư phụ, cái này một vị là... Diệp thần hỏi đoạn lô nhân nói. Đoạn lô nhân sờ một cái râu, mở miệng nói, ở mộ bia chữ viết không có hiển lộ trước, ta cũng không biết bên trong là ai. Bất quá từ hơi thở này tới xem, người mới vừa rồi ở bên ngoài một ít lời tiếng nói và hành động, và cái này lớn có thể có chút quan hệ, nếu không đối phương sẽ không sinh ra lớn như vậy chập chờn. Mà một bên bất diệt chi chủ nhưng là trao mày nói, nếu như ta không đoán sai, cái mộ này bia vốn không nên như vậy gần trước đi ra, từ trên mộ bia hơi thở tới xem, trăm vị đại năng bên trong, hắn cực kỳ gần chót. Coi như là ta, nếu như muốn động thủ, vậy không nhất định là đối thủ của đối phương. Càng cổ quái hơn, hắn khí tức trên người không giống như là võ đạo và tu vi, càng giống như là một loại thiên địa thế. Linh khí giống như là không màu không vị tồn tại, nhưng đã đến hắn bên này, chính là hóa là màu vàng, đây là thiên địa linh khí cao nhất trạng thái. Thằng nhóc, nếu như người muốn biết đối phương thân phận, rất đơn giản, bàn tay đè ở mộ bia trên. Diệp thần gật đầu một cái, một bước bước ra. Đi tới màu đen kia mộ bia trước. Đưa tay ra, trực tiếp đụng chạm ở mộ bia trên. Một giây kế tiếp, màu vàng kia linh khí tựa như phát giác cái gì, hướng Diệp thần đụng tới. Bành! Còn không chờ Diệp thần kịp phản ứng, màu vàng kim hơi thở tựa như mũi tên nhọn vậy xuyên thấu Diệp thần thân thể. Tốc độ quá nhanh! Sắp đến bất diệt chi chủ và đoạn lôi nhân vậy không phản ứng kịp. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy à. Luân hồi mộ chủ nhưng mà cái này luân hồi mộ địa nắm giữ. Bọn họ trăm người vận mệnh cũng nắm ở Diệp thần trên tay à, tại sao có thể có người tổn thương Diệp thần? Phốc! Diệp thần trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, kinh hãi phát hiện mình ngực lại có một cái lỗ thủng to. Hắn trợn to mắt mâu, có thể cảm giác được rõ rệt sức sống đang điên cuồng trôi qua. Chẳng lẽ ta cuối cùng là chết ở luân hồi mộ địa trong tay? Ngay tại Diệp thần kinh hãi lúc đó, màu vàng kia linh khí ôn hòa rất nhiều, lại là bao trùm ở Diệp thần toàn thân. Một giây kế tiếp, vô số sức sống điên cuồng tràn vào đến Diệp thần thân thể. Cái này! Vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương dần dần biến mất. Xương trắng dung hợp, máu thịt phục hồi như cũ, tựa như thần tích. Không chỉ như vậy. Diệp thần còn phát hiện màu vàng linh khí ở trong người lại vần quanh ở huyết long trên. Đụng chạm huyết long nháy mắt, từng đạo vảy rồng bỗng nhiên tạo thành. Vốn là huyết long hư ảnh lại thực chất liền mấy phần. Bất diệt chi chủ và đoạn lôi nhân thấy một màn này, thở dài một hơi. Xem ra màu vàng kia linh khí cũng không phải là muốn thương tổn Diệp thần, mà là cho Diệp thần một đạo cơ duyên. Diệp thần cảm thụ thân thể trùng trùng biến hóa. Hắn tổng cảm thấy trong thân thể nhiều thứ gì, nhưng lại không nói ra được. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên, trên mình ngươi thế nào sẽ có cửu thiên huyền dương quyết. Đến từ tòa mộ kia bia. Diệp thần nhìn về phía mộ bia, chắp tay nói, cái này vị tiền bối, đệ tử đến từ y thần môn, cái này cửu thiên huyền dương quyết là ta Côn Lôn hư sư phụ truyền thụ cho ta. Y thần môn, vậy thanh âm già nua mang vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên. Đối phương cũng chưa có nghe nói qua y thần môn. Người cửu thiên huyền dương quyết chẳng qua là quyển thiếu sót mà thôi, thậm chí có thể nói không phải chân chánh cửu thiên huyền dương quyết, một khi tu luyện tới phía sau, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cũng may người đối với cửu thiên huyền dương quyết lĩnh ngộ không đủ sâu, nếu không ngươi sau này thành tựu liền dừng bước nơi này. Xem ở ngươi là luân hồi mộ chủ phân thượng, ta cho ngươi một đạo hoàn chỉnh cửu thiên huyền dương quyết. Ngôn ngữ. Mộ bia bên trong tựa như đưa ra một đôi tay. Vậy gầy đét tay lại là điểm vào Diệp thần ấn đường.
Ngay tức thì, ánh sáng lóe lên. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện trong đầu hắn xuất hiện một đạo tin tức lưu. Tin tức chảy nội dung và hắn một mực tu luyện Cửu Thiên Huyền Dương Quyết có chút giống nhau, nhưng là phức tạp hơn. Thậm chí Cửu Thiên Huyền Dương Quyết nội dung phía sau hoàn toàn không cùng. Giờ khắc này, Diệp Thần cơ hồ xác định đối phương thân phận. Thật sự là Thái Hư Y Thần Lâm Thanh Huyền. Bởi vì lão đầu nói qua, Cửu Thiên Huyền Dương Quyết chính là Thái Hư Y Thần Lâm Thanh Huyền sáng chế. Lâm tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta mới vừa rồi nói y thần môn, liền là của ngài một đạo thần niệm sáng chế. Diệp Thần vội vàng mở miệng nói. Vậy mộ bia ở giữa lớn có thể nghe được Diệp Thần vừa nói lên hắn họ và thần niệm, ngoài ý muốn mấy phần. Ở đó một niên đại, hắn vì đem truyền thừa kéo dài, không chỉ ở Thanh Huyền Phong đem một ít truyền thừa để lại cho hậu nhân, lại là lưu lại một đạo thần niệm hậu thế gian. Hậu nhân như thì không cách nào đem hắn truyền thừa phát huy, vậy thần niệm có lẽ còn có thể làm được. Dưới mắt xem ra, hắn thần niệm sáng lập y thần môn, mà đây luân hồi mộ địa mộ chủ nhưng là y thần môn đệ tử. Hắn căn bản không nghĩ tới mình và luân hồi mộ chủ vẫn còn có bực này duyên phận. Một giây kế tiếp, kim quang lóe lên. Mộ bia nứt ra. Một đạo thân ảnh trực tiếp hiển lộ ra. Đó là một cái tiên phong đạo cốt cụ già. Cụ già cả người bát quái trường bào, giữa eo cõng một cái có khác phong cách cổ xưa văn lộ cái dương. Trừ cái này ra, không có vật gì khác. Đơn giản không thể lại đơn giản. Cố nhiên như vậy, trên người ông già hơi thở nhưng là cho người một loại xa xưa cảm giác. Vậy trong mắt chỉ một đảo qua, Diệp Thần cũng cảm giác mình tựa như xuyên thủng. Cái này tư thái cường giả, ai có thể chịu đựng à? Một bên bất diệt chi chủ và đoạn lôi nhân thấy lão ngoài ý người bình thường liền mấy phần, lại là kinh ngạc nói, nguyên lai là hắn làm sao trước thời hạn đi ra. Cái này hoặc giả chính là định trước, mộ chủ tại chưa có mở luân hồi mộ địa trước liền đón nhận một tia Lâm Thanh Huyền truyền thừa, từ trình độ nào đó mà nói, trừ sát lục chi đạo, có lẽ Thái Hư Y Thần Lâm Thanh Huyền đạo thích hợp hơn mộ chủ, dẫu sao 5 năm này tới, hắn cũng lấy này là tu luyện căn cơ. Sau đó hai người nhìn nhau, liền biến mất. Đem hết thảy thời gian để lại cho Lâm Thanh Huyền và Diệp Thần. Lâm Thanh Huyền có nhiều thú vị nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói, người có thể biết y thần môn và Thanh Huyền Phong như thế nào. Bọn họ phải chăng đem ta y bát phát huy, còn có Côn Lôn Hư bây giờ cách cục như thế nào. Ta y đạo một môn phải chăng vượt qua đỉnh cấp. Lời nói bây giờ, Lâm Thanh Huyền có vô cùng kiêu ngạo và tự tin. Năm đó Côn Lôn Hư, y đạo, võ đạo, sát đạo. Rất nhiều vạn đạo, y đạo và võ đạo đồng hành xưng bá, nghiền ép hết thảy. Nếu như hậu nhân đem hắn truyền thừa phát huy, đủ để dòm ngó ngôi báu Côn Lôn Hư. Nghe được Lâm Thanh Huyền những lời này, Diệp Thần diễn cảm có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là nói, Côn Lôn Hư võ đạo vi tôn, y thần môn cơ hồ sa sút, đệ tử không vượt qua 10 người, còn như vậy Thanh Huyền Phong. Ở Côn Lôn Hư cơ hồ không có tin tức gì, tiên hữu người biết. Cái gì? Lâm Thanh Huyền diễn cảm bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn nghĩ tới vô số loại có thể, lại không nghĩ rằng y đạo sẽ sa sút đến mảnh đất này bước. Người đem bây giờ Côn Lôn Hư thế cục, cùng với phát sinh hết thảy nói hết ra. Lâm Thanh Huyền nhíu mày nói. Diệp Thần gật đầu một cái, đem Côn Lôn Hư thế cục bây giờ, thậm chí còn y thần môn gần đây sự tình phát sinh nói ra hết. Thậm chí liền hắn tự y thần môn học được hết thảy vậy thi triển một lần. Lâm Thanh Huyền diễn cảm càng ngày càng khó xem. Hắn phát hiện thế gian lại chỉ có y đạo hình, lại không có y đạo thần. Hắn cao nhất truyền thừa, trải qua 5 tháng sông dài, không người chân chính thừa kế. Nếu như không có luân hồi mộ địa, lại qua 100 năm, y đạo nhất định không còn tồn tại. Đây là sỉ nhục, để cho hắn tức giận. Tiền bối. Diệp Thần gặp Lâm Thanh Huyền thật lâu không nói lời nào, mới vừa muốn nhắc nhở, Lâm Thanh Huyền nhưng là đi tới Diệp Thần trước mặt, hai tay chắp sau lưng, tròng mắt vô cùng nóng bỏng. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta cao nhất truyền thừa. Đem y đạo một môn sừng sững ở Côn Lôn Hư đỉnh, để cho Lâm Thanh Huyền cái này 3 chữ, vang khắp thế gian. Diệp Thần làm sao có thể không muốn, vội vàng nửa quỳ nói, sư phụ, đồ nhi nguyện ý. Được. Lâm Thanh Huyền không có bất kỳ nói nhảm, 5 ngón tay nắm chặt,
một đạo kim sắc khí thái bỗng nhiên tạo thành. Đồ nhi, xen vào ngươi tu vi không cao, không cách nào đụng chạm y đạo một môn nồng cốt đồ, cái này linh thần khí liền làm lễ ra mắt. Linh thần khí là y đạo nhất đồ trọng yếu, vậy chỉ có người nhập đạo mới có thể ngưng tụ, hôm nay, ta liền để cho ngươi một bước lên trời. Có vật này, không chỉ có thể cường hóa ngươi cửu thiên huyền dương quyết, cũng có thể để cho ngươi ở y đạo một đường, vượt qua ngàn dặm. Chế thuốc, ngưng đan, giết người, nếu như thần trợ. Duy nhất thiếu sót chính là ngươi bây giờ tu vi, trước mặt có thể nắm trong tay một phút linh thần khí, nếu như vượt qua cái này thời gian, vô cùng có thể bạo thể mà chết, đồ nhi, nhớ lấy. Dứt lời, vậy linh thần khí chính là bay đến Diệp Thần ấn đường bên trong. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, Lâm Thanh Huyền cánh tay vung lên, luân hồi mộ địa gió lớn cuốn lên, Diệp Thần trở lại thực tế bên trong. Đồ nhi, ta không khác biệt yêu cầu, ta hy vọng ngươi đi một chuyến Thanh Huyền Phong, lấy lại đồ ta. Nếu đám phế vật này sau người không cách nào đem ta truyền thừa phát huy, như vậy, những thứ đó bọn họ cũng không có tư cách nắm trong tay. Lời nói bây giờ, lộ ra một cổ vô hình tức giận. Diệp Thần mới vừa muốn hỏi cái gì đồ, nhưng là phát hiện Lâm Thanh Huyền đã biến mất. Hắn nhìn một cái y thần môn cũ nát bảng hiệu, ý sâu dài. Nếu lão đầu đội y thần môn tất cả mọi người đi Thanh Huyền Phong, vậy hắn tự nhiên cũng phải cần đi một chuyến. Huống chi, dựa theo bản đồ tới xem, Thanh Huyền Phong và Huyết Minh chẳng qua là một ngọn núi loan cách nhau. Không hề mâu thuẫn. Cũng nên lên đường, không biết Thẩm Thạch Khê có hay không chạy tới Vạn Kiếm Tông. Cùng lúc đó, bỏ hoang Túy Tiên Lầu. Cơ hồ ngàn người bao vây. Cái này ngàn người bên trong, mỗi một vị hơi thở cũng cực kỳ khủng bố. Bọn họ nhìn Túy Tiên Lầu sụp đổ hết thảy, cực kỳ phức tạp. Diệp Thí Thiên lại có thể thật tới Côn Lôn Hư. Âm thầm, ác mộng buông xuống. Đến gần Túy Tiên Lầu bảy vị hơi thở cường thịnh cụ già. Cái này bảy vị ông già bất kỳ ở giữa một cái lấy ra, đủ để rung động toàn bộ Côn Lôn Hư. Bọn họ nắm trong tay Côn Lôn Hư tài nguyên, bọn họ tay cầm cao nhất quyền lợi. Bọn họ thực lực đủ để phá hủy hết thảy. Một vị trong đó chính là Huyết Minh Minh chủ Kiếm Huyết Trầm. Kiếm Huyết Trầm sắc mặt âm trầm, sau đó ánh mắt lại rơi vào một cái người đàn ông trung niên trên mình. Người chắc chắn đối phương là Diệp Thí Thiên. Còn nữa, Diệp Thí Thiên chỉ có một người bị diệt Cao gia và Lê gia, thậm chí đây có thượng cổ trận pháp Túy Tiên Lầu vậy bị hủy. Nếu như ta không đoán sai, cái này Túy Tiên Lầu có thể là có dịch bảo các che chở. Vậy người đàn ông trung niên quỳ xuống đất, cảm thụ Kiếm Huyết Trầm mạnh mẽ uy áp, run lẩy bẩy. Kiếm Minh Chủ, ta thật không có cần thiết nói láo à, còn nữa, lúc ấy vây xem cũng không chỉ có ta một cái, chừng trăm người. Phỏng đoán bắt đầu ngày mai, chuyện này sẽ gặp hoàn toàn truyền khắp. Như có một câu nói láo, bị thiên lôi đánh. Đàn kia Si Khâu Đạo lại là ở đó Diệp Thí Thiên uy áp hạ, tự đoạn một cánh tay, loại này làm người ta kinh hãi chuyện còn có thể lừa gạt ngươi sao. Kiếm Huyết Trầm nghe được Khâu Đạo cái này hai chữ, con ngươi co giúp một cái. Đây chính là Thánh Vương cảnh cường giả à, lại có thể tự đoạn một cánh tay cầu sinh. Như vậy Diệp Thí Thiên chẳng lẽ bước vào phản hư cảnh. Kiếm Minh Chủ, còn nữa, Lê Hổ Lê Nguyệt Chi Cầm đều bị cái này Diệp Thí Thiên cướp đi. Cái gì, Lê Nguyệt Chi Cầm vấn thế, bây giờ ở Diệp Thí Thiên trong tay. Một vị khác hơi thở kinh khủng ông già hô hấp dồn dập. Đây chính là thượng cổ chí bảo à. Trăm năm trước thần bí sau khi biến mất, Côn Lôn Hư không có tung tích gì nữa. Mà dưới mắt nhưng là tái hiện nhân gian. Lão kia người bắt lại người đàn ông trung niên quần áo, kích động nói, người chắc chắn Lê Nguyệt Chi Cầm ở đó Diệp Thí Thiên trong tay. Vậy người đàn ông trung niên diễn cảm lúc sáng lúc tối, nhưng lại đong đưa ngẩng đầu lên, đại nhân, không. Không có ở đây. Bành. Lời nói vừa dứt hạ, vậy người đàn ông trung niên chính là bị ông già quăng ra ngoài. Thân thể nặng nề nện xuống đất, tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Chuyện hoang đường liên thiên. Người mới vừa rồi luôn miệng nói cái này Diệp Thí Thiên cướp đi Lê Nguyệt Chi Cầm, bây giờ nhưng lại nói không có ở Diệp Thí Thiên trong tay. Thật lấy là chúng ta là người ngu không được. Thanh âm của lão giả kia băng hàn hết sức. Người đàn ông trung niên cảm giác cả người xương cốt đều gãy, hắn không để ý tới hết thảy,
cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, tiếp tục nói, đại nhân nghe ta nói xong, vậy Lê Nguyệt Chi cầm vốn là bị Diệp Thí Thiên cướp đi, nhưng là lại bị hắn ngay trước mặt của mọi người phá hủy, lại là luyện chế thành vỏ kiếm. Ông già con ngươi lạnh lẽo, tự nhiên không tin, còn muốn lừa gạt ta. Tự tìm cái chết. Ông già mang theo mưa to gió dữ, một chưởng đánh xuống người đàn ông trung niên thiên linh cái. Ngay tại sắp đụng chạm nháy mắt, một đạo xinh đẹp ảnh từ trong đám người đi ra, uyển chuyển thanh âm không linh vang lên, hắn là nói thật, ta chính mắt làm chứng, nếu như ngươi cho rằng ta thành tựu dịch bảo các người vậy lừa gạt ngươi mà nói, vậy ngươi không ngại động thủ đi. Tiểu thuyết, nói chuyện chính là Đinh Vận Nhi. Ông già thân thể dừng lại, nhìn về phía vậy đạo xinh đẹp ảnh. Hắn tự nhiên biết Đinh Vận Nhi, thu tay về. Đinh Vận Nhi đi tới kiếm huyết trầm cùng với mọi người trước người, nhàn nhạt nói, lấy các người mấy vị bản lãnh, sự thật thật giả tưởng muốn phân biệt còn không đơn giản. Tại sao nhất định phải tàn sát người vô tội? Nếu như ta là các người, vẫn là cân nhắc mình một chút tình cảnh đi, các người thiết lập trăm tông lệnh truy sát, vậy Diệp Thí Thiên vẫn là dửng dưng như thường xuất hiện, lại là ngay trước trăm người mặt giết người, phần khí độ này, không thể không phục. Chỉ bất quá ta làm sao cảm giác một tát này hình như là cách không đánh vào các ngươi trên mặt. Ta nghĩ, bây giờ các người nhất định rất đau đi. Nghe được Đinh Vận Nhi mà nói, lão kia người tức giận cả người phát run, mới vừa muốn nói chuyện, Đinh Vận Nhi tiếp tục nói. Không cần thẹn quá thành giận, ta nói đúng sự thật, ngươi nói, cái kế tiếp xảy ra chuyện sẽ không phải là các người một người trong đó. Nếu như Diệp Thí Thiên không chết, Côn Lôn Hư liền vĩnh viễn không được an bình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Chuyện chân thực tính không thể nghi ngờ. Kiếm huyết trầm nhìn về phía Đinh Vận Nhi, nói ta huyết minh và dịch bảo các coi như có mấy phần quan hệ, huống chi Diệp Thí Thiên hẳn là chúng ta cùng chung địch nhân, ngươi hiện ở xuất hiện ở nơi này, hẳn là tìm kiếm hợp tác đi, cũng hoặc là, ngươi biết vậy Diệp Thí Thiên tung tích. Đinh Vận Nhi nhún vai một cái, cười một tiếng, vừa vặn ngược lại, ta hy vọng các người buông tha đuổi giết Diệp Thí Thiên, thậm chí hướng Diệp Thí Thiên cầu hòa. Ta đã cùng dịch bảo các bắt được liên lạc, dịch bảo các đã không truy cứu nữa Diệp Thí Thiên ở Hoa Hạ núi Côn Lôn làm chuyện, bây giờ liền xem các ngươi. Kiếm huyết trầm sắc mặt biến thành đen, lạnh lùng nói, buông tha. Nằm mơ, chúng ta liên hiệp trăm tông đuổi giết Diệp Thí Thiên, nếu như buông tha, người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào cửa. Ninh Vận Nhi sớm biết sẽ là cái kết quả này, lắc đầu một cái, đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa lưu lại một câu nói, các người cho dù người đông thế mạnh, nhưng là cũng không từng thể nghiệm qua Diệp Thí Thiên vậy sợ hãi chi phối cảm, liền Lê Nguyệt Chi cầm cũng chỉ có thể lâm vào là Diệp Thí Thiên kiếm trong tay vỏ kiếm, các người thật cho rằng Diệp Thí Thiên sẽ là người bình thường. Không biết mới là loài người nhất là sợ hãi, vậy Diệp Thí Thiên chính là không biết. Ta hỏi các ngươi, khoảng cách Côn Lôn Hư sự kiện kia lâu như vậy, các người có từng điều tra ra Diệp Thí Thiên khác tin tức? Thế lực sau lưng, tông môn, công pháp cùng với khác. Ha ha, các người không có, Côn Lôn Hư tất cả mọi người đều không biết cái này Diệp Thí Thiên thân phận chân thật. Loại này tới vô ảnh đi vô tung tồn tại, chính là Côn Lôn Hư cơn ác mộng bắt đầu. Nếu như không tin, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Ninh Vận Nhi biến mất, một hồi gió lạnh tấn công tới, để cho tất cả mọi người tại chỗ sau lưng lạnh cả người. Ninh Vận Nhi nói tiếng nói mặc dù nhìn như buồn cười, nhưng đều là sự thật à. Diệp Thí Thiên tựa như địa ngục tới tử thần, đến mức, chỉ có chết. Mấu chốt sự việc sau khi phát sinh, liền hoàn toàn biến mất. Phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Lão kia người nhìn về phía huyết minh minh chủ kiếm huyết trầm, lão kiếm, tiếp theo nên làm cái gì? Kiếm huyết trầm thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, còn có thể thế nào? Tìm, ta cũng không tin, đem toàn bộ Côn Lôn Hư bay lên để hướng lên trời, còn không tìm được cái này Diệp Thí Thiên. Còn nữa, tên kia không phải nói Diệp Thí Thiên mang đi Lê Hân sao? Đây cũng là một cái đầu mối, ta cũng không tin, cái này Diệp Thí Thiên còn có thể chống đỡ bao lâu? Ông già gật đầu một cái, đối với sau lưng ngàn nhân đạo, tìm kiếm chu vi 50 dặm. Có bất kỳ phát hiện, thời gian đầu tiên liên lạc chúng ta. Tiếng kêu chấn thiên, như sấm vang khắp. Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư kỷ ra. Ba đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên.
Đối với Kỷ gia mà nói, một đạo tiếng chuông đại biểu có chuyện thương nghị, hai đạo tiếng chuông đại biểu tất cả mọi người phải mau sớm dám đến. Còn như ba đạo tiếng chuông, chính là chuyện lớn như trời. Mà Kỷ gia một tòa bên ngoài cửa chính, nhưng là vây quanh Kỷ gia mấy chục người. Mỗi một người trên mặt viết đầy lo âu. Bởi vì ngay tại ba tiếng trước, Kỷ mỗi gia chủ trọng thương bị người mang về, hơi thở cơ hồ hoàn toàn không có. Tử khí đậm đà. Kỷ gia phái gia tộc tốt nhất thầy thuốc cha xem, nhưng là đã ba tiếng, không có một chút động tĩnh. Kỷ Lâm vậy thân thể nho nhỏ đi qua đi lại, đây là trên mặt nàng lần đầu tiên xuất hiện lo lắng. Ngây thơ hồn nhiên không có ở đây. Phụ thân không có sao chứ? Nhất định sẽ không, phụ thân như vậy lợi hại, làm sao có thể xảy ra chuyện? Kỷ Lâm không ngừng lẩm bẩm tiếng nói. Đột nhiên, lớn gió nổi lên, một đạo người quần áo trắng bóng lướt nhanh tới. Thân ảnh kia chủ nhân là một người cô gái. Cô gái sắc mặt trong suốt như ngọc, như da nước phù dung, nếu như xài cây đống tuyết, không lộ vẻ gì, nhưng là mang một cổ cao lãnh và mờ ảo. Nàng vóc người uyển chuyển vô cùng, để cho vô số người ánh mắt không đành lòng rời đi, xinh đẹp không thể tả. Kỷ tiểu thư trở về. Đột nhiên, có người kinh hô thành tiếng. Một câu nói này tựa như đại biểu hy vọng. Toàn bộ Kỷ gia, chỉ có Kỷ Tư Thanh mới có thể làm cho tất cả mọi người như vậy trông mong ngóng trông. Kỷ Tư Thanh mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn một cái giam cửa, rốt cuộc phát sinh cái gì, tại sao phụ thân lại đột nhiên xảy ra chuyện. Một vị Kỷ gia quản gia vội vàng đứng dậy, chắp tay một cái nói, tiểu thư, chuyện này nói đến nói dài, lão gia và Kỷ gia 10 vị cường giả đi một nơi bí cảnh, ước chừng 10 ngày, làm đến thứ thời điểm 10 ngày, một đạo tràn đầy máu tươi thân thể đột nhiên bỏ ra, ta vốn cho là người khác, nhưng là cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện là lão gia. Kỷ gia còn lại 10 vị cường giả toàn bộ chưa ra, bí cảnh bên trong tất nhiên xảy ra việc lớn à. Còn như cụ thể chuyện gì, chỉ có chờ lão gia tỉnh lại mới có thể biết. Kỷ Tư Thanh hàn tròng mắt lạnh như băng lóe lên sắc bén, cha cho ta. Bỏ mặc vậy bí cảnh sau lưng xuất thủ là ai, bên trong 3 ngày, ta phải lấy được hết thảy tin tức tương quan, ta Kỷ Tư Thanh người thân, không có ai có thể động. Giờ khắc này, Kỷ Tư Thanh bộc phát ra cực kỳ khí thế kinh khủng. Kỷ gia đông đảo cường giả chỉ cảm thấy hô hấp đều bị người giữ lại. Cũng may, cái này uy áp rất nhanh biến mất. Kỷ Lâm kéo Kỷ Tư Thanh tay, trong mắt rưng rưng, tỉ tỉ, người nói phụ thân sẽ xảy ra chuyện sao? Kỷ Tư Thanh khẽ cắn răng, trong mắt ôn nhu rất nhiều, người yên tâm, có ta ở đây, người bất kỳ cũng không mang được phụ thân. Dứt lời, cửa mở ra. Một cái cõng cái hòm thuốc ông già đi ra. Hiển nhiên là Kỷ gia mời thầy thuốc. Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm vội vàng đi lên, nghiêm túc hỏi, người ở bên trong tình huống như thế nào? Vậy thầy thuốc thấy Kỷ Tư Thanh lại có thể trở về, còn người có giúp một cái, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Mời tiểu thư trách phạt, lão gia thương thích quá nặng, thần hồn cơ hồ bể tan tành, thân xác càng nghiêm trọng hơn, tiểu nhân y thuật căn bản không phải, chỉ có thể trước mặt đem lão gia thân xác ngưng tụ. Nhưng mà thần hồn xảy ra vấn đề, đây chính là chuyện lớn như trời. Kỷ Tư Thanh trong lòng mặc dù tức giận, nhưng vẫn là áp chế xuống, lấy ra một viên màu vàng kim đan dược, đưa cho đối phương, viên thuốc này có thể hay không hỗ trợ. Đây là trên người nàng chân quý nhất đan dược. Thầy thuốc nhìn một cái kim đan, có thể cảm giác đến phẩm cấp cực kỳ cao. Mùi thuốc đậm đà đến mức tận cùng. Loại đan dược này tồn tại ở thời đại thượng cổ. Lại không nghĩ rằng bị tiểu thư lấy được. Đặt ở Côn Lôn hư, tuyệt đối là giá trị liên thành tồn tại. Nhưng mà cho dù như vậy, kim đan này đối với lão gia bệnh tình không có bất kỳ tác dụng à. Tiểu thư, kim đan này mặc dù phẩm cấp nghịch thiên, nhưng là đối với lão gia bệnh tình không có bất kỳ tác dụng, thế gian đan dược, theo ta biết, chỉ có một loại có thể. Cái gì? Thái cổ hư thực đan, hơn nữa còn phải là hoàn chỉnh thái cổ hư thực đan. Thái cổ hư thực đan đối với thần hồn có hiệu quả, đáng tiếc đan phương đã biến mất giữa trời đất. Viên thuốc này gần đây xuất hiện ở Hoa Hạ núi Côn Lôn một buổi đấu giá trong, nghe nói bị một cái kêu là Diệp Thí Thiên người đàn ông vỗ đi, bất quá vỗ đi đan dược là một viên thuốc hư, cũng không có thái cổ hư thực đan nghịch thiên kia công hiệu. Nghe được Diệp Thí Thiên danh tự này, Kỷ Tư Thanh diễn cảm có chút cổ quái.
Bởi vì danh tự này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở hắn bên tai. Bên người rất nhiều người đều phải đưa cái này Diệp Thí Thiên thổi thành thần giống vậy tồn tại. Nàng mặc dù đối với cái này Diệp Thí Thiên tò mò, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ lại không nghĩ rằng, an nguy của phụ thân lại có thể và cái này thần bí người đàn ông quải câu. Kỷ Tư Thanh không do dự nữa, trực tiếp và Kỷ Lâm tiến vào gian phòng, khi thấy trên giường bệnh sức sống cơ hồ tiêu tán người đàn ông, thần sắc càng phát ra khó khăn xem. Kỷ Tư Thanh chỉ điểm một chút ở hôn mê người đàn ông trung niên trên ấn đường. Bên trong đan điền liên tục không ngừng linh khí tràn vào trong đó. Nhưng mà không chút nào tác dụng. Thậm chí một cổ cắn trả lực tấn công tới, Kỷ Tư Thanh máu tươi khạc ra một ngụm máu tươi. Vậy thầy thuốc liền vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, không có ích lợi gì, ta duy nhất có thể làm chính là tạm thời phong tỏa lão gia hết thảy sức sống, phòng ngừa tiêu tán. Nhưng là đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nếu như không có thái cổ hư thực đan, cũng hoặc là cao thủ ra tay, lão gia không chống nổi trăm thiên. Kỷ Tư Thanh quả đấm cầm chặt, nàng tu luyện nhập trí cao, đối với thân tình mà nói cũng không phải là quá quan tâm. Thậm chí và quan hệ của cha cũng là vậy. Nhưng là máu nồng tại nước. Nàng so người bất kỳ cũng không hy vọng phụ thân xảy ra chuyện. Nàng ánh mắt lại rơi vào vậy bác sĩ trên mình. Băng hàn thanh âm chậm rãi rơi xuống, nếu ngươi nói thái cổ hư thực đan đối với bệnh của phụ thân tình hữu dùng, vậy ta sẽ phái người đi tìm vậy Diệp Thí Thiên, đáng tiếc ta nghe nói cái này Diệp Thí Thiên vô cùng thần bí, lại là tới vô ảnh đi vô tung, thời gian ngắn không nhất định có thể tìm được, ta không thể nào đem phụ thân vận mệnh đặt tiền cuộc ở một người xa lạ trên mình. Ngươi mới vừa rồi câu nói kia, có phải hay không ý nghĩa còn có người khác có thể cứu ta phụ thân? Kỷ Tư Thanh biết trước mặt cái này bác sĩ thực lực, có thể nói thần y thuật ở Côn Lôn Hư có thể coi là cao cấp, nếu không cũng sẽ không bị Kỷ gia mang đến. Dưới mắt đối phương nếu không được, vậy Côn Lôn Hư phần lớn người thầy thuốc cũng không cứu được phụ thân, chỉ có tìm y thuật càng là đứng đầu tồn tại, phụ thân mới có một đường sinh cơ. Vậy y can đảm gật đầu một cái, kích động nói, tiểu thư, ta biết Côn Lôn Hư còn có hai nơi địa phương có y đạo cao nhân. Bọn họ thủ đoạn quỷ thần khó lường, nói không chừng có thể trợ giúp lão gia. Một nơi là vậy xa sút y thần môn trưởng môn y thuật tất nhiên ở trên ta, hắn như ra tay, định có sinh cơ. Một chỗ khác chính là Thanh Huyền Phong, Côn Lôn Hư y đạo chi tổ Lâm Thanh Huyền hậu nhân ngay tại Thanh Huyền Phong trên, mặc dù yên lặng ngàn năm, không biết hắn hậu nhân y thuật như thế nào, nhưng là Lâm Thanh Huyền cái này ba chữ liền đại biểu hết thảy có thể. Nghe được bác sĩ những lời này, Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm Diễn cảm có chút cổ quái. Các nàng trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh. Vô cùng quen thuộc. Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Kỷ Tư Thanh phân phó nói. Ừ. Cùng thầy thuốc rời đi sau đó, Kỷ Lâm không nhịn được mở miệng nói, tỷ tỷ, tên kia nói y thần môn không phải Diệp thần thằng nhóc kia tông môn đi. Kỷ Tư Thanh liếc một cái Kỷ Lâm. Trách cứ, hắn so ngươi lớn, ngươi không nên như thế nói, phải có lễ phép. Kỷ Lâm le lưỡi một cái, tỷ tỷ, biết rồi, cái đó. Chúng ta và y thần môn quan hệ coi như không tệ, trực tiếp đi tìm Diệp thần sư phụ, để cho hắn ra tay không phải tốt, đúng, ta vậy thì đi y thần môn. Kỷ Tư Thanh đưa tay ra ngăn cản Kỷ Lâm, lại là lắc đầu một cái, mở miệng nói, đã muộn, mấy tháng trước, ta đi ngay y thần môn qua. Tất cả mọi người đều không có ở đây, ta phái người điều tra một phen, phát hiện y thần môn thần bí mất tích, chẳng biết đi đâu. Bây giờ duy nhất cơ hội chính là Thanh Huyền Phong. Kỷ Lâm trong lòng thất lạc mấy phần, đột nhiên, nàng lại nghĩ tới điều gì, tỷ tỷ, Diệp thần cũng không phải là y thần môn người, nếu y thần môn không thấy, vậy ta đi Hoa Hạ tìm Diệp thần thằng nhóc kia, hắn ở y thần môn nán lại 5 năm, y thuật cũng không tệ, nói không chừng hắn có thể cứu phụ thân. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái trên giường bệnh hôn mê người đàn ông trung niên, thở dài một hơi, vô dụng, 5 năm này, Diệp thần một lòng nghĩ trả thù, ở y đạo đắm chìm thời gian quá ngắn, hắn y thuật ở Hoa Hạ đủ để dòm ngó ngôi báu hết thảy, nhưng là ở Côn Lôn Hư thì thật không đủ xem. Dù là ngươi tìm được Diệp thần cũng vô ích. Kỷ Lâm trong mắt có chút không biết làm sao, tỷ tỷ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Kỷ Tư Thanh trầm tư mấy giây. Đột nhiên mở miệng nói, người ta chia nhau hành động, ta nghĩ biện pháp tìm được Diệp Thí Thiên, đối phương vỗ đi không trọn vẹn thái cổ hư thực đan,
nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng hắn có thể nắm giữ hoàn chỉnh thái cổ hư thực đan. Mà ngươi, Kỳ Lâm, ta lệnh ngươi đi một chuyến Thanh Huyền Phong, bỏ mặc trả giá cao gì, đều phải mời Lâm Thanh Huyền hậu nhân xuống núi. Ngươi ta bây giờ, phải có một người thành công. Kỳ Lâm biết rõ chuyện nghiêm túc tính, chợt gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, dù là Lâm Thanh Huyền hậu nhân không chịu xuống núi, ta cột cũng phải cột tới. Kỳ Tư Thanh đem viên thuốc đó đưa cho Kỳ Lâm, viên thuốc này mặc dù đối với phụ thân vô dụng, nhưng là chắc hẳn vậy Lâm Thanh Huyền hậu nhân tuyệt đối làm chí bảo, nếu như chân thực không được, đem ngươi viên thuốc này làm giá. Còn nữa, đến bên ngoài hết thảy cẩn thận, có bất kỳ sự việc, đều cùng ta liên lạc. Nàng lời còn chưa nói hết, Kỳ Lâm liền trực tiếp biến mất. Kỳ Tư Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần này Kỳ gia đại kiếp, chẳng biết lúc nào mới có thể bình phục, à. Hắt hắt xì. Giờ phút này đang người đi đường Diệp Thần nhưng là sờ một cái lỗ mũi, nghi ngờ nói ai lại ở sau lưng nói ta. Hắn tự nhiên không biết Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm sẽ nhắc tới mình. Hắn đã từng muốn đi gặp hai người, nhưng là bây giờ Y Thần Môn và phụ thân cũng xảy ra chuyện, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Cùng hết thảy xử lý xong hết, hắn tự nhiên sẽ đi gặp hai người, lại là trả lại vậy 5 năm ân tình. Sắc trời dần dần tối xuống, bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua. Bởi vì Thanh Huyền Phong khoảng cách Y Thần Môn có chút khoảng cách, một ngày thời gian căn bản đuổi không tới. Phỏng đoán dựa theo trước mắt độ tiến triển, ít nhất phải chiều mai mới có thể đến. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể thử nghiệm tìm khách sạn phụ cận hoặc khách sạn. Đáng tiếc, hắn lưu ý một vòng, chung quanh không một bóng người, đừng nói khách sạn và khách sạn, dù là liền thông thường nhà cũng là xem không thấy. Hắn ngược lại có chút hối hận để cho Huyết Phong Hoa và Thẩm Thạch Khê trước thời hạn rời đi. Nếu không lấy cái này hai người đối với Côn Lôn Hư biết rõ, tìm địa phương ở tự nhiên không có vấn đề. Diệp Thần ở Côn Lôn Hư sinh tồn 5 năm, nhưng mà 5 năm này, hắn một lòng tu luyện và báo thù, cũng không có đi quá nhiều địa phương. Đối với trước mắt đất, lại là cực kỳ xa lạ. Được rồi, tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong tay xuất hiện một ít linh thạch, hắn dự định đem những linh thạch này tạo thành một đạo trận pháp. Côn Lôn Hư yêu thú đông đảo, không có trận pháp bảo vệ, vùng núi hoang vu, cực kỳ nguy hiểm. Không lâu lắm, Diệp Thần một đạo trận pháp bỗng nhiên tạo thành, vô số linh khí cuốn tới. Không tính là cái gì đại trận, nhưng là chỉ ít có thể ở thời điểm nguy hiểm thời gian đầu tiên nói cho Diệp Thần. Dĩ nhiên, đây cũng là một đạo che đậy đại trận, người bình thường muốn phát hiện mình rất khó. Diệp Thần ngồi xếp bằng, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Thanh Huyền cho hắn chân chính Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, hắn đến bây giờ còn không có thử nghiệm vận chuyển, bây giờ vừa vặn thử một chút. Mười mấy phút sau đó, hắn có thể cảm giác được rõ rệt mỗi vận chuyển một lần Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, đan điền chân khí tựa như bị một đạo lực lượng đề luyện vậy, chân khí đổi được cực kỳ tinh thuần. Đồng thời, trong cơ thể vậy đạo linh thần khí tựa như bị ảnh hưởng, bao trùm toàn thân. Hắn lại phát hiện mình thân xác tựa như cường hãn mấy phần. Đây chẳng lẽ là luyện thể, chân chính Cửu Thiên Huyền Dương Quyết kết hợp linh thần khí, lại có luyện thể hiệu quả. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, không ngừng vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, thân thể lại là truyền tới đùng đùng tiếng vang. Nếu như không phải là luân hồi mộ địa trong Lâm Thanh Huyền đã yên lặng, hắn cần thiết muốn hỏi thanh hết thảy. Ngay tại Diệp Thần đang chuyên tâm lúc tu luyện, một hồi loạt tiếng bước chân đột nhiên tới. Ừ, địa phương chim không thèm ỉa này, lại có thể người đến. Không lâu lắm, Diệp Thần chính là thấy một nam một nữ xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ bất quá Diệp Thần đang rừng cây bên trong, còn có trận pháp che đậy hơi thở, hai người ngược lại là không có phát hiện. Hai người hơi thở yếu ớt đến mức tận cùng, trong miệng lại là miệng to thở hổn hển. Hẳn đều bị tổn thương. Một cái trong đó người đàn ông ngược lại là xuất hiện một cái máu trong vắt lỗ lớn, không ngừng có máu tươi rỉ ra, tình huống kham yêu. Còn như một nữ nhân khác, làm Diệp Thần thấy dung nhan của đối phương, ngược lại là ngoài ý muốn mấy phần. Thanh thuần cực kỳ gương mặt, một chữ mi, thật dài lông mi mao hơi rung động, da thịt trắng nõn thấm ra nhàn nhạt phấn đỏ, mỏng mỏng đôi môi như hoa hồng múi kiều non ướt át. Lên người mặc vào một bộ màu trắng đồ thể thao.
thân dưới mặc trước điều văn quần thể thao. Dưới chân là một đôi Adidas tiểu bạch dày. Mặc dù là vận động phong cách, nhưng là đem vóc người làm nổi lên tinh tế, trước lồi sau vểnh, có thể nói hoàn mỹ. Diệp Thần bất ngờ không là đối phương dung mạo, mà là mặc đồ này. Hiển nhiên đến từ Hoa Hạ. Côn Lôn Hư mặc dù có một bộ phận người và Hoa Hạ dân thành phố ăn mặc không có quá lớn khác biệt, dẫu sao có thật nhiều Côn Lôn Hư cường giả có thể tự do ra vào Hoa Hạ và Côn Lôn Hư. Nhưng toàn thể mặc quần áo phong cách vẫn là có chút rất nhỏ khác biệt. Thiếu nữ trước mắt cả người trang điểm hắn mấy ngày trước ở tỉnh Chiết Giang thấy qua, đều là kiểu mới. Hắn dám khẳng định, đối phương tuyệt đối từ Hoa Hạ tới. Về phần tại sao xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không biết. Giờ khắc này, Diệp Thần ngược lại là có dũng khí nước lạ gặp tha hương cảm giác, bất quá cái này là chuyện riêng của người khác, hắn cũng không dự định quấy rầy, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Xa xa, thiếu nữ nhìn một cái bị thương người đàn ông, mở miệng nói, người bị nặng như vậy tổn thương, không chống đỡ được quá lâu, chúng ta chạy nữa đi xuống vậy không còn kịp rồi, đám người kia lập tức sẽ tới, không bằng đem vật kia giao ra đi, chí ít có thể lưu một cái mạng. Người đàn ông lắc đầu một cái, tiểu thư, người một mực ở Hoa Hạ, không hiểu Côn Lôn Hư quy củ, coi như đám người kia lấy được rồi đồ, vậy sẽ không bỏ qua chúng ta, giết người diệt khẩu, ở chỗ này đều là chuyện thường, nếu như lần này ngươi may mắn sống sót, ngươi lập tức từ Côn Lôn Hư đi ra ngoài, trở lại Hoa Hạ đi, Hoa Hạ mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là nói thế nào đi nữa, vậy so với cái này bên trong an toàn. Còn nữa, đến Hoa Hạ. Thời gian đầu tiên đi tìm Diệp tiên sinh. Người đây là ý gì? Thiếu nữ trong mắt chứa nước, dự cảm được cái gì, mới vừa muốn bắt vẫy cánh tay của người đàn ông, nhưng phát hiện đã muộn. Người đàn ông trong tay sử dụng một thanh trường kiếm, hướng một phương hướng đi. Không thể nghi ngờ là bướm bay dập lửa. Biến mất trước, lại là bỏ lại một câu nói, tiểu thư, tiếp theo ta không thể lại bảo vệ ngươi, ta chỉ có thể tận lực kéo những người đó. Người phải làm chính là nghĩ đủ phương cách hồi Hoa Hạ. Thiếu nữ khẽ cắn răng, không do dự nữa, vội vàng hướng một hướng khác đi. Nhưng là nàng còn không có bước ra mấy bước, liền phát hiện trong bóng tối xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nàng sắc mặt đại biến, muốn đi hướng ngược lại đi, nhưng phát hiện bốn phương tám hướng cũng người đến. Vẫn là chậm, bành, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên rơi xuống. Một giây kế tiếp. Vậy biến mất người đàn ông nhưng là hung hãn nện xuống đất. Chỉ tiếc, lần này không còn là người sống, mà là một cổ thi thể. Thiếu nữ thấy một màn này, gương mặt trắng bệch, căn bản không nghĩ tới, đám người này sẽ nhanh như vậy chạy tới. Nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, thân thể tựa vào một thân cây. Không đường có thể trốn. Mà trong bóng tối, một cái ông già áo bào đen đi ra, lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua thiếu nữ. Sau đó đưa tay ra, nhàn nhạt nói, đem đồ vật giao ra, có lẽ ngươi còn biết có một cái chết tử tế pháp. Thiếu nữ lắc đầu như trống lắc vậy ta không biết các người là nói cái gì. Ông già áo bào đen cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, liền là xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt. Sau đó, một chuôi kiếm lạnh lẽo chỉ như vậy rơi vào thiếu nữ trên cổ. Âm hàn thanh âm vang lên, có mấy lời, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngươi cảm thấy ngươi về điểm kia tu vi có thể bảo vệ cái gì? Chính là người Hoa, còn dám bước vào Côn Lôn Hư, nhất định chính là tự tìm cái chết. Bất quá, xem ngươi vóc người và gương mặt không tệ, nếu như nghe ta mà nói, ta có thể cân nhắc, để cho ngươi thoải mái mấy ngày lại đi, ta những thứ này huynh đệ phương diện kia công phu ngược lại không tệ, bảo đảm để cho ngươi dục tiên dục tử. Dứt lời, cụ già áo bào đen sau lưng đám người kia rối rít cười lớn. Ô ngôn uế ngữ không ngừng vang khắp. Thiếu nữ bị sợ hãi cảm giác bao trùm toàn thân, không giúp tới cực điểm. Nàng biết mình không có đường lui. Một giây kế tiếp, trong tay xuất hiện một đạo phù văn, bước ra một giọt máu tươi, vừa định dẫn động phù văn, ông già áo bào đen cánh tay vung lên, một đạo đao gió cuốn tới. Phù văn kia trực tiếp hóa là bột. Loại rác dưới này đồ chơi cũng dám ở ta trước mặt xấu hổ mất mặt, ta đã cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi không quý trọng, vậy ta liền tự mình hành hạ ngươi. Đừng nói là ngươi, coi như các người Hoa Hạ người thứ nhất tiểu xúc sinh kia Diệp Thần, ở ta trước mặt, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Ông già áo bào đen một bước bước ra, năm ngón tay nhốn nháo trước cuồng bạo chân khí, điên cuồng rơi xuống. Mắt xem thì phải chạm được thiếu nữ, hắn thần sắc điên cuồng đến mức tận cùng. Mà thiếu nữ chỉ có thể mặc cho đối phương bày vải, nàng muốn chống cự, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách, phảng phất có một cổ vô hình uy áp trói buộc nàng. Loại cảm giác này quá khó chịu. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một đạo tử tính thanh âm đột nhiên vang lên. Ta vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là các ngươi sự việc, tại sao phải kéo đến ta đâu, ta thật giống như không đắc tội các người đi. Thanh âm này xuất hiện, để cho tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình. Thậm chí còn cô gái kia cũng là tròng mắt trợn to. Thanh âm rất quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Nàng cảm giác được rõ rệt một đạo tàn ảnh thoáng qua. Sau đó, trước người của nàng lại đứng một cái cao ngất thanh niên. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần một mắt liền nhìn ra đám người này tu vi, so hắn tưởng tượng yếu đi không thiếu. Duy nhất cường hãn tồn tại chính là cái này ông già áo bào đen, đáng tiếc đối phương cảnh giới chỉ bất quá nhập thánh cảnh sơ kỳ. Hơn nữa cảnh giới này vẫn là hoàn toàn đan dược đống triệt đi ra, cực kỳ hư. Ở hắn trong mắt, và siêu phàm cảnh không việc gì khác biệt, hoàn toàn không đủ xem. Diệp Thần thậm chí ngay cả động kiếm dự định cũng không có. Mắt nhìn đối phương cướp tới, Diệp Thần hai chân phát lực, sấm rền vậy tiếng bước chân chính giữa, đơn giản một quyền đánh ra. Ở một quyền kia đánh ra ngay tức thì, mơ hồ, có thể nghe được, Diệp Thần trong cơ thể, gân cốt trỗi lên, phát ra đùng đùng giòn vang tiếng. Đây cũng là mới vừa rồi luyện thể hiệu quả. Hôm nay sẽ dùng đám người này, thử một lần luyện thể uy lực. Quyền phong gào thét, do như hổ gầm thương khung. Quanh thân lực lượng toàn bộ ầm ầm bùng nổ, giờ khắc này Diệp Thần, tràn đầy hơi thở cuồng bạo. Ở nơi này cực kỳ hoảng sợ dưới khí thế, vô số cây cối chấn động. Có thể gặp uy lực. Rắc rắc, một tiếng, một đạo thanh âm thanh thúy vang khắp. Ông già áo bào đen lại cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lại là bay rớt ra ngoài. Hung hãn đụng gãy ở một tảng đá lớn trên. Đá lớn tại chỗ nghiền. T. Biến hóa bất thình lình để cho tất cả mọi người đều bối rối. Mấu chốt bọn họ căn bản không biết người đàn ông kia từ nơi nào đi ra ngoài à. Cụ già áo bào đen từ dưới đất bò ra, trong miệng máu tươi không ngừng khạc ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tức giận nói, ngươi là ai? Ngươi lại là một người luyện thể. Ngươi có biết đắc tội chúng ta đoạn hồn môn ý vị như thế nào? Diệp Thần nghe được đoạn hồn môn, diễn cảm phong phú. Năm đó Hoa Hạ Tần Lĩnh Long Mạch xảy ra chuyện, hắn tựa hồ ở Long Mạch đất chém giết một vị đoạn hồn môn trưởng lão. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Thằng nhóc, ta hỏi ngươi nói ngươi chẳng lẽ nghe không gặp? Ông già áo bào đen lần nữa tức giận nói. Ngươi còn hỏi ta là ai? Không phải mới vừa liền nhắc tới tên ta sao? Dứt lời, Diệp Thần sau lưng thiếu nữ nhưng là trước nhất kịp phản ứng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, kinh hô thành tiếng, Diệp tiên sinh, lại có thể thật sự là ngươi. Thiếu nữ kích động đến trình độ cao nhất. Nếu như phải nói Hoa Hạ duy nhất có thể chống lại Côn Lôn hư tông môn cường giả, đó chính là Diệp Thần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hoa Hạ người thứ nhất. Trấn quốc chiến thần Diệp Thần lại có thể thật tới Côn Lôn hư. Ông già áo bào đen khi biết trước mặt thanh niên là Diệp Thần, con người có giúp một cái, vội vàng hướng sau lưng đoạn hồn môn cường giả nói, đuổi mau ra tay, nhất định phải bắt lại thằng nhóc này, hay không người hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dạ, đại nhân. Một giây kế tiếp, mấy chục đạo thân ảnh hướng Diệp Thần lao đi. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Diệp Thần nhìn một cái cướp được đám người. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong tay xuất hiện phá dương kiếm, không do dự nữa, một kiếm chém ra. Rào. Cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển, linh thần khí rót vào ở phá dương kiếm bên trong. Hắn không có dùng bất kỳ đan điền chân khí, liền muốn thử một chút cái này linh thần khí lực lượng. Hắn bây giờ nhược điểm lớn nhất, chính là đối mặt cao cấp cường giả, đan điền tổng hội khô kiệt. Nếu như thời khắc mấu chốt không có chân khí. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên hắn muốn thử một chút linh thần khí rốt cuộc cường hãn dường nào. Trường kiếm chấn động, sát khí lan truyền. Trong chốc lát, chu vi trăm mét, ánh sáng nhức mắt, cả thế giới,
hóa là màu máu. Châm kiếm khí, như tuyết hoa rơi hạ, che trời xây. Vậy đầy trời màu máu ánh sáng bên trong, vậy vô tận kiếm khí, tựa như đem cả thế giới bọc mở, vô số kiếm ý bỗng nhiên xông ra, hướng những cái kia cướp được đoạn hồn môn cường giả chiếm đoạt. Một giây kế tiếp, vô số thân thể nổ bể ra. Hóa thành từng đạo xương máu. Rất nhanh, chung quanh chỉ còn lại ông già áo bào đen một người. Ông già áo bào đen sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn chạy, Diệp Thần nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó, một cước đá vào một chuôi rơi dưới đất trường kiếm. Đợt khí chấn động, trường kiếm xuyên thấu. Trực tiếp xuyên thấu lão giả kia thân thể. Tại chỗ chết, toàn quân chết hết. Diệp Thần vỗ tay một cái, mới vừa dự định hồi lúc đầu trận pháp bên trong tiếp tục nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng thiếu nữ trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Diệp tiên sinh, xin nhận thi vũ một bái. Diệp Thần con ngươi rửng rưng, ngươi làm rõ ràng, ta không phải là vì cứu ngươi mới ra tay, Côn Lôn hư rất phức tạp, ngươi nhanh lên hồi hoa hạ đi. Nói xong, Diệp Thần liền nhắm mắt. Đồng thi vũ không có đứng dậy, vội vàng mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngài có chỗ không biết, lần này tiến vào Côn Lôn hư, ta là và Bách Lý Hùng cùng chung tiến vào, hắn từng nhiều lần nói tới ngài. Càng làm cho ta nhắn cho ngài. Nghe được Bách Lý Hùng tên chữ, Diệp Thần trong mắt đột nhiên mở ra. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nghe được Bách Lý Hùng tung tích. Bách Lý Hùng đề ra mấy ngày trước tiến vào Côn Lôn hư, chỉ vì hỏi biến mất nhiều năm thê tử muốn một cái đáp án. Mấu chốt lâu như vậy, lấy Bách Lý Hùng thực lực, muốn ở chỗ này tìm được thê tử, lại là biết bao khó khăn. Diệp Thần vội vàng đưa tay ra, bắt Đồng Thi Vũ tay, chất vấn, ta chỉ hỏi ngươi một lần, Bách Lý Hùng bây giờ nơi ở nơi nào? Đồng Thi Vũ hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế kích động. Nàng nhìn một cái Diệp Thần cầm tay hắn, gò má đỏ ửng. Diệp tiên sinh. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, buông tay ra, nếu ngươi và Bách Lý Hùng cùng nhau tiến vào, bây giờ có biết tung tích của hắn? Đồng Thi Vũ gật đầu một cái, ánh mắt khá là phức tạp, Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Được. Đồng Thi Vũ mang Diệp Thần hướng phía bắc đi đại khái 10 cây số. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, 10 cây số bên ngoài lại dị thường sầm uất. Không chỉ có cổ kính các loại kiến trúc, hiện đại hóa kiến trúc cũng là không thiếu. Phồn hoa trình độ cùng kinh thành không phân cao thấp. Diệp tiên sinh, nơi này là Côn Lôn hư trấn Minh Dương, coi như là vùng lân cận lớn nhất một cái trấn nhỏ, mấy ngày nay ta cũng ở nơi này. Còn như Bách Lý tướng quân thì vẫn luôn ở vùng lân cận một nhà hàng. Diệp Thần nhíu mày một cái, Bách Lý Hùng không phải hẳn đi chỗ đó cái tông môn tìm thê tử sao, làm sao một mực chú lưu nơi này. Hắn mấy ngày nay ở chỗ này làm gì? Đồng Thi Vũ thở dài một hơi, uống rượu, mấy ngày nay Bách Lý tướng quân một mực đang uống rượu, ta khuyên qua rất nhiều lần, cũng không có dùng, chỉ có Diệp tiên sinh mới có thể thuyết phục. Lời nói bây giờ, hai người bước chân vào nhà hàng. Ở tử lầu xó xỉnh, Diệp Thần chính là thấy một cái mãn kiểm hồ cha đầu đinh sát người đàn ông. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Bách Lý Hùng. Chỉ bất quá bây giờ Bách Lý Hùng và hắn mấy ngày trước nhìn thấy hoàn toàn không cùng. Không có một nước đại tướng khí thế, ngược lại giống như một cái chán trường người đàn ông lang thang. Tay cầm một bình rượu, nhìn ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Diệp tiên sinh, Bách Lý tướng quân mấy ngày nay nóng nảy có chút kém, ngài tốt nhất chú ý một ít. Đồng Thi Vũ nhắc nhở, nàng lên lần khuyên Bách Lý Hùng, thiếu chút nữa bị trọng thương. Dẫu sao Bách Lý Hùng thực lực ở Hoa Hạ coi là lên cao cấp một nhóm người. Diệp Thần không trả lời, mà là đi tới Bách Lý Hùng ngồi xuống bên người, sau đó năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đem bầu rượu đoạt lấy. Một hớp rượu trực tiếp đổ xuống. Đây là Côn Lôn hư nổi danh rượu mạnh. Bách Lý Hùng gặp trong tay mình lại có thể trống trơn như vậy, một cổ vô hình tức giận cuộn sạch, đây là ta rượu, ngươi tại sao? Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Có chút men say Bách Lý Hùng khi thấy Diệp Thần nháy mắt, cả người đứng lên, thanh tỉnh không thiếu. Diệp tiên sinh. Bách Lý Hùng vừa định nửa quỳ xuống, Diệp Thần nhưng là quanh thân ngưng tụ ra một đạo lực lượng, đem Bách Lý Hùng giữ trở về vị trí. Ngồi. Bách Lý Hùng thần sắc nghiêm túc, ngồi thẳng thân thể, lại là kích động nói,
Diệp tiên sinh, ngài lúc nào tiến vào Côn Lôn hư, sớm biết người muốn tới, ta liền đi tắm. Diệp thần nhìn một cái Bách Lý Hùng, nhàn nhạt nói ta ở tỉnh Chiết Giang thời điểm sẽ để cho ngươi và ta cùng nhau đi vào, ngươi hết lần này tới lần khác muốn trước thời hạn, nói đi, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta nhớ ngươi tọa hữu minh nhưng mà xả thân là nhà nước, chăm chết cũng không hối hận, bây giờ ngươi có thể không xứng với những lời này. Bách Lý Hùng mặt già đỏ lên, thở dài một tiếng, Diệp tiên sinh, ta ở Hoa Hạ cũng coi là võ đạo đỉnh cấp, nhưng là sau khi tiến vào, ta mới phát hiện mình là biết bao nhỏ bé, cả người thực lực ở chỗ này không đáng giá một đồng. Ở chỗ này, không có ai biết ta ở Hoa Hạ thân phận, ở chỗ này, không có Thiết Huyết Doanh, ta cái gì cũng không phải. Rời đi Hoa Hạ, ta phát hiện mình cả người theo đuổi đồ đều biến mất. Có chút thời điểm ta thậm chí đang suy nghĩ, ta vứt bỏ hết thảy tiến vào Côn Lôn hư, chỉ vì một người phụ nữ câu trả lời, đáng giá không? Diệp thần tự nhiên biết Bách Lý Hùng ý tưởng. Ở Hoa Hạ, Bách Lý Hùng là thống lĩnh Thiết Huyết Doanh hộ quốc đại tướng. Dưới một người, trên vạn người. Hắn thói quen liền cái thân phận này. Mà tiến vào Côn Lôn hư, hắn hết thảy toàn bộ biến mất. Không có chiến hữu, không có người thân. Thậm chí liền thực lực ở chỗ này vậy không tính là cái gì. Trong lòng chênh lệch cảm đổi thành người bất kỳ cũng biết như vậy. Ngươi thấy thê tử ngươi, Diệp thần đột nhiên nói. Hắn rõ ràng Bách Lý Hùng, loại này chênh lệch cảm không quá có thể ép vỡ như vậy một người, duy nhất có thể để cho hắn chưa gượng dậy nổi, phỏng đoán chính là hắn tìm kiếm thê tử đi. Bách Lý Hùng nhìn một cái ngoài cửa sổ, vừa định cầm rượu lên, treo ở giữa không chung tay vẫn là dừng lại, Diệp tiên sinh, không thấy, ta thậm chí liền nàng tông cũng không có cửa tư cách bước vào. Tiến vào Côn Lôn hư ngày thứ nhất. Ta một ngày một đêm đi đường, liền vì câu trả lời kia, buồn cười là, ta liền gặp mặt tư cách cũng không có, ở nàng tông môn ra, ta bị rất miễn cưỡng đánh ra. Ta chưa từng nghĩ qua, ta đường đường Hoa Hạ đại tướng Bách Lý Hùng lại có thể sẽ rơi được như vậy ruộng đất. Diệp thần nhìn lướt qua Bách Lý Hùng thân thể, có thể rõ ràng phát hiện mấy đạo nội thương, còn chưa hết bệnh. Thậm chí một cái tay khác một mực rút lại tay áo trong, một tia tử khí lan tràn. Diệp thần con người đông lại một cái, liền vội vàng nắm Bách Lý Hùng tay trái, trực tiếp đem tay áo kéo lên. Diệp tiên sinh, ta không có chuyện gì. Tay áo kéo ra. Hết thảy rõ ràng. Bách Lý Hùng cánh tay trái cơ hồ hoại tử, đúng cái cánh tay đều là đen. Nếu như không kịp thời xử lý, cánh tay thương thế càng có thể lan tràn toàn thân. Cái này còn không có sao. Ngươi còn muốn lừa gạt ta không được. Diệp thần lấy ra một viên đan dược, trực tiếp cưỡng ép nhét vào Bách Lý Hùng trong tay. Lập tức ăn vào. Ta làm như vậy không phải là ngươi, mà là vì Bách Lý Băng. Ngươi có thể cảm giác được mình sinh mạng không tính là cái gì, có thể ngươi là Bách Lý Băng cân nhắc qua chưa? Bách Lý Hùng nghe được Bách Lý Hùng tên chữ, con ngươi lộ ra một tia ôn tình. Hắn không do dự nữa, đem đan dược phục đi xuống, một tia nhàn nhạt hơi thở ngay tức thì di động toàn thân. Đồng thời, Diệp thần trong tay rút ra mấy chục cây ngân châm. Mỗi một cây ngân châm trên đều mang Diệp thần chân khí. Vèo vèo vèo. Ngân châm đồng loạt bắn ra, cơ hồ ngay tức thì, Bách Lý Hùng tay trái cắm đầy rậm rạp chẳng chịt ngân châm. Diệp thần ngón tay bóp quyết, ở ngân châm trên thi triển một đạo trận pháp. Những ngân châm kia kịch liệt run rẩy, mà Bách Lý Hùng cánh tay màu đen dần dần tiêu tán, đến cuối cùng lại là khôi phục bình thường. 10 phút sau đó, Diệp thần thở ra một hơi, đem ngân châm rút ra, mở miệng nói, bên trong 3 ngày, ngươi tay trái không thể sử dụng, ta sẽ cho ngươi lắp thêm một ít thuốc, sớm muộn tất cả đắp một lần, không được bỏ sót, hiểu chưa? Ở Hoa Hạ thời điểm, Bách Lý Hùng giúp Diệp thần nhiều lần, Diệp thần một mực nhớ. Hơn nữa Bách Lý Hùng làm người, Diệp thần rất là thưởng thức, tự nhiên không thể nào thấy chết mà không cứu. Bách Lý Hùng cảm thụ cánh tay trái không ngừng truyền tới một tia mát dự ý, con ngươi ngưng trọng đến trình độ cao nhất, Diệp tiên sinh, ân tình của ngài ta Bách Lý Hùng. Lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp thần cắt đứt, loại này nói nhảm thì chớ nói, trên tay ngươi thương thế cũng là cái đó tông môn gây ra. Vẫn là nói ngươi vậy thê tử ra tay. Bách Lý Hùng lắc đầu liên tục, Diệp tiên sinh, chuyện này và Uyển Ninh không có bất luận quan hệ gì, nàng tự nhiên sẽ không làm thương tổn ta.
Nói cách khác, đây là cái đó người tông môn ra tay. Diệp Thần sắc mặt lạnh xuống, đám người kia thủ đoạn cũng có phần quá rác rưởi đi. Cực điểm X23US. Hủy diệt cánh tay, lại là đem tử khí chấn áp tại cánh tay bên trong, để cho tử khí từ từ chiếm đoạt toàn thân. Loại hành hạ này tay của người đoạn, thật là ác độc đến mức tận cùng. Cái đó tông môn giàu gì ở Côn Lôn hư vậy coi là có chút tên tuổi, loại thủ đoạn này đối phó một cái Hoa Hạ hậu quốc đại tướng, ai có thể không tức giận giận. Bách Lý Hùng, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như ta có thể để cho ngươi thấy Mộc Uyển Ninh, ngươi chắc chắn nàng sẽ không bài xích ngươi. Bách Lý Hùng liền vội vàng lắc đầu, Diệp tiên sinh, tuyệt không thể nào. Uyển Ninh tính cách ta hiểu, nàng từ Côn Lôn hư đi ra, bầu bạn ta hơn 20 năm, coi như sau đó rời đi, cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như nàng thấy ta, coi như không theo ta trở về, vậy nguyện ý cho ta một cái đáp án. Diệp Thần đứng lên, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy ngươi theo ta đi một chuyến. Bách Lý Hùng nghe được câu này, con ngươi có chút kinh hoàng. Hắn rõ ràng Diệp Thần tính cách, đây chính là bạo tỷ khí chúa ơi. Mặc dù ban đầu tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế, Diệp Thần chấn áp hơn 10 vị Côn Lôn hư cường giả, nhưng mà Mộc Uyển Ninh tông môn có thể không bình thường à. Hắn cảm thụ qua đám người kia sợ hãi. Diệp tiên sinh, chuyện này không gấp, có thể thảo luận kỹ hơn. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp đi ra bên ngoài, người có thời gian thảo luận kỹ hơn, ta cũng không có. Một tiếng sau đó, ta liền muốn đi Thanh Huyền Phong, xem ở giao tình của chúng ta trên, ta giúp ngươi một lần. Chỉ lần này một lần. Bách Lý Hùng biết Diệp Thần tâm ý đã quyết, khẽ cắn răng vẫn là đi theo lên. Hắn ở Côn Lôn hư không có bất kỳ thế lực. Duy nhất dựa vào, chỉ sợ sẽ là Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không giúp hắn, vậy hắn lúc nào mới có thể thấy Mộc Uyển Ninh? Mộc Uyển Ninh tông môn, Diệp Thần tự nhiên là biết. Bắc Huyền Tông. Bắc Huyền Tông ở Côn Lôn hư rất nhiều tông môn bên trong, chỉ có thể nói là vậy. Nhắc tới cũng là buồn cười, Diệp Thần và Bắc Huyền Tông còn có chút liên lạc. Năm đó lão đầu đội Diệp Thần đi bái sư trên 100 cái Côn Lôn hư võ đạo tông môn, hy vọng một cái trong đó võ đạo tông nhận lấy Diệp Thần tên đồ đệ này. Dẫu sao y thần môn chuyên chú y đạo, mà lão đầu biết Diệp Thần giết hại lòng cực kỳ nặng, một lòng nghĩ báo thù cho cha mẹ. Võ đạo tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. 5 năm trước, lão đầu cái đầu tiên mang Diệp Thần bước vào tông môn chính là Bắc Huyền Tông. Khi đó, lão đầu không tiếc hạ thấp mình tư thái, thậm chí lấy một cái ân huệ để cho Bắc Huyền Tông trưởng lão nhận lấy Diệp Thần. Cho dù là ngoại môn đệ tử cũng được. Chân thực không tốt, tạp dịch vậy là có thể. Nhưng là lại không nghĩ rằng, làm vị kia Bắc Huyền Tông trưởng lão kiểm tra ra Diệp Thần phàm là gốc thời điểm. Nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Thậm chí mang tông môn rất nhiều đệ tử châm chọc. Những người đó giễu cợt mình, Diệp Thần cũng là nhận. Dẫu sao có ít thứ muốn nhìn thiên phú, hắn không có thiên phú, không tu luyện cũng được. Nhưng mà vị trưởng lão kia nhưng là liền lão đầu vậy cùng chung của trách. Mỗi một câu nói đủ để giết tâm. Dù là bây giờ, Diệp Thần bên tai vẫn là thường xuyên vang lên. Loại phế vật này phỏng đoán cũng chỉ có các người y thần môn mới có thể nhận, hắn có thể không xứng với chúng ta Bắc Huyền Tông. Nếu như chúng ta Bắc Huyền Tông nhận lấy loại phế vật này, đó nhất định chính là mất thể diện. Có chút thời điểm, Côn Lôn hư chính là thực tế như vậy, người thành tựu y thần môn trưởng môn lại có thể tự mình đến cửa cầu chúng ta Bắc Huyền Tông nhận lấy người đệ tử, có thể gặp các người y thần môn sa sút đến cái gì bước. Cút đi! Nơi này không hoan nghênh ngươi hai người chúng ta. Nếu như ngày nào ngươi y thần môn trở lại thời đại thượng cổ đỉnh cấp, nói không chừng ta sẽ cho các người nói xin lỗi. Diệp Thần thậm chí rõ ràng nhớ, lão đầu sắc mặt là biết bao tái nhợt. Lão đầu lúc ấy chẳng qua là vỗ một cái Diệp Thần bả vai, cười cười nói, Diệp Thần, nhớ sư phó nói, Bắc Huyền Tông không thu ngươi, sẽ là bọn họ cả đời tổn thất, vì sư ban đầu từ Hồ Đông Tiền đem ngươi cứu. Chính là vừa ý ngươi cao nhất tiềm lực. Cho dù thế gian tất cả mọi người đều không tin ngươi, vi sư sẽ một mực tin tưởng ngươi. Tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi cái kế tiếp tông môn. Chính là như vậy nói tiếng nói, để cho Diệp Thần từng bước một chỉ lệ đi tới trước. Lần này tới Bắc Huyền Tông, không chỉ vì Bách Lý Hùng sự việc, càng vì mình.
vì vậy một hớp vẫn không có nuốt xuống tức giận. Suy nghĩ bây giờ, Diệp Thần và Bách Lý Hùng đã tới Bắc Huyền Tông cửa. Tông môn khí thế khoáng đạt, một đạo hộ tông đại trận sừng sững ở đời. Tông môn trên lại là treo động một chuôi màu vàng kim trường kiếm. Trường kiếm phảng phất là một đôi mắt, nhìn chằm chằm mỗi một cái đến gần người tông môn. Không chỉ như vậy, Bắc Huyền Tông cửa chỗ, lại là đứng tám vị hơi thở kinh khủng Bắc Huyền Tông đệ tử. Cơ hồ mỗi một cái đều là siêu phàm cảnh. Đối với người bình thường mà nói, đủ chấn nhiếp, nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, không tính là quá mạnh mẽ. Bách Lý Hùng nhìn một cái tám người kia, đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, ta mấy ngày nay cũng là đối với Bắc Huyền Tông biết mấy phần, hắn nhưng mà vùng lân cận khu vực mạnh nhất tông môn một trong, nếu như đắc tội, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía tám người kia, hỏi cái này tám người ngày đó là ai phế ngươi tay? Vẫn là nói, toàn bộ. Bách Lý Hùng mới vừa muốn nói chuyện, vậy Bắc Huyền Tông giữ cửa đệ tử tự nhiên nhận ra Bách Lý Hùng. Tám người hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, chính là đi tới Diệp Thần và Bách Lý Hùng trước mặt. Bọn họ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Hùng, một cái trong đó râu quai nón người đàn ông tức giận nói, ngươi lại còn dám đến, vốn là lấy là ngươi đã chết, lại không nghĩ rằng ngươi còn sống. Râu quai nón người đàn ông nhìn lướt qua Bách Lý Hùng cánh tay trái, kinh hãi phát hiện, tử khí lại biến mất. Chẳng lẽ bị người chữa hết? Làm sao có thể? Râu quai nón người đàn ông tầm mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, hắn tự nhiên cảm thụ ra Diệp Thần tu vi. So Bách Lý Hùng mạnh hơn lên mấy phần. Xem ra thằng nhóc này chính là Bách Lý Hùng tìm tới người giúp. Cố nhiên như vậy, cũng không quá thần du cảnh. Ở hắn trong mắt và con kiến hôi không việc gì khác biệt. Râu quai nón người đàn ông có nhiều thú vị nhìn về phía Bách Lý Hùng, nhàn nhạt nói ơ, không biết người vị này hoa hạ cái gì hộ quốc tướng quân, mời tới lại là dạng gì phế vật. Bách Lý Hùng nghe được câu này, sắc mặt đại biến, vội vàng phẫn nộ quát, không cho phép làm nhục Diệp tiên sinh. Giờ khắc này, trên người hắn thậm chí phun trào ra một đạo sát cơ lạnh như băng. Diệp tiên sinh. Cái đó râu quai nón người đàn ông ha ha phá lên cười, cái này cũng niên đại gì, còn gọi Diệp tiên sinh, xem ra lần trước dạy bảo không để cho ngươi nhớ, đã như vậy, ta hôm nay phế bỏ ngươi hai cái tay. Dứt lời, vậy râu quai nón người đàn ông nhưng là xuất hiện ở Bách Lý Hùng trước mặt, một trưởng điên cuồng cuốn tới. Quanh thân ý định giết người, đầy trời che, vô cùng kinh khủng. Mắt xem thì phải chạm được Bách Lý Hùng, một đạo tàn ảnh thoáng qua. Diệp Thần chắn Bách Lý Hùng trước mặt. Năm ngón tay dương ra, uyển như lôi điện vạch qua, quá nhanh. Trực tiếp nắm tay đối phương cổ tay. Vậy hơi thở cuồng bạo tựa như bị một cổ lực lượng vô hình vây khốn. Ngay tức thì biến mất. Vậy râu quai nón người đàn ông giật mình, căn bản không nghĩ tới cái này người thanh niên lại có thể ngăn cản ở hắn lực lượng. Hắn bản muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện mình lực lượng như đá nặng biển cả vậy. Toàn bộ ở thanh niên trên mình biến mất. Hắn thậm chí không cách nào nhúc nhích. Râu quai nón phát hiện hắn liền đan điền chân khí đều không cách nào ngưng tụ. Hắn con ngươi không ngừng mở rộng, kinh hãi nhìn Diệp Thần, dữ tợn nói, ngươi mau buông tay. Đây chính là Bắc Huyền Tông. Diệp Thần không để ý đến, càng không có buông tay dự định, nhàn nhạt nói, bạn ta cánh tay tử khí nhưng mà ngươi ra tay. Lời nói rất nhẹ. Nhưng là không có bất kỳ nhiệt độ. Đồng thời, một cổ chết uy áp chậm rãi lan tràn ra. Cái đó râu quai nón người đàn ông chẳng biết tại sao, thân thể lại đang phát run. Trên mình quần áo toàn bộ ướt đẫm. Phải biết Diệp Thần sát khí nhưng mà thành lập ở không biết nhiều ít Côn Lôn hư cường giả thi thể kết quả. Hắn liên nhập thánh cảnh cũng không nhất định sợ, những thứ này siêu phàm cảnh lại coi là cái gì. Hắn căn bản không nghĩ tới hết thảy các thứ này lại đến từ một cái thần du cảnh tiểu tử. Ta, tiểu tử, người buông tay à. Râu quai nón người đàn ông đỏ lên mặt, đột nhiên gầm thét lên tiếng. Xem ra, xác định là ngươi, nếu ngươi như thế thích hủy người cánh tay, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử mùi này. Diệp Thần nói tiếng nói chỉ như vậy chậm rãi rơi xuống. Rồi sau đó, năm ngón tay bây giờ. Chân khí điên cuồng ngưng tụ. Đột nhiên phát lực. Ken két ca. Một giây kế tiếp,
vậy râu quai nón tay của đàn ông cổ tay trực tiếp gãy lìa. À, râu quai nón người đàn ông điên cuồng kêu lên. Tên gì, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, rồi sau đó một bước bước ra, theo cánh tay của đối phương trực tiếp đẩy ra. Năm ngón tay khép lại rất miễn cưỡng và bả vai của đối phương va chạm. Phốc, một tiếng, máu tươi nổ bắn ra mở. Một cây cánh tay trực tiếp bị vô tình biến dạng. Bây giờ Diệp Thần lực lượng ai có thể chịu đựng. Nhưng là cái này xa xa không có kết thúc, ở đối phương gào thét bên trong, Diệp Thần lại là một chảo bấu vào đối phương một chỗ khác bả vai, tựa như ưng kích bầu trời mênh mông. Phốc phốc, hai tiếng, người nọ còn dư lại cánh tay vậy gãy lìa. Toàn bộ Bắc Huyền Tông bên ngoài ngay tức thì dạo rực ra đối phương thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. Người quá ồn. Diệp Thần một chỉ điểm ra, ngón tay tựa như lợi kiếm, hướng phía trước càn quét đi. Đinh. Chẳng qua là khoảnh khắc bây giờ, một hồi tiếng va chạm giòn giã truyền tới. Kinh khủng tiếng nổ nổ tung. Phốc xích. Ngón tay là kiếm, kiếm ảnh vỡ ra đi, hung hãn va chạm ở râu quai nón người đàn ông trên thân hình. Hắn thân thể tại chỗ đập bay ra ngoài, lại là đụng ở cửa sư tử đá trên. Toàn thân xương tựa như nghiền. Râu quai nón người đàn ông chỉ có thể từng ngụm khạc máu tươi, thậm chí liền nói chuyện quyền lực cũng không có. Một màn này phát sinh quá nhanh, sắp đến còn dư lại 7 người căn bản không phản ứng kịp. Rất hiển nhiên, có người ở Bắc Huyền Tông gây chuyện. Hơn nữa gây chuyện người lại là một cái thần du cảnh. To gan. Lại dám ở Bắc Huyền Tông trước tổn thương ta Bắc Huyền Tông đệ tử. 7 người kịp phản ứng, một giây kế tiếp, trường kiếm sử dụng. Đồng thời, 7 ngón tay người bóp quyết, một đạo phù ấn hạ xuống trên trường kiếm. Phù ấn trên lại là viết Bắc Huyền nhị chữ. Đồng thời 7 người cổ tay run một cái, 7 đạo kiếm ý bắn ra, trên không trung va chạm, lại là ngưng tụ ra một chuôi lợi kiếm, tựa như phá không xuất hiện, hóa là phi hồng. Hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Cái này lợi kiếm tựa như âm quỷ tiếng, nếu như giết hại chi âm, không ngừng vang lên. Cái này một chuôi lợi kiếm bắn ra tốc độ, sắp tới trình độ cao nhất. Như xé không gian, mang đến trầm thấp mà thanh âm bén nhọn, như tử thần liêm đao, mang xét xử khí tức tử vong. Theo cái này một chuôi lợi kiếm bắn ra, chẳng qua là trong nháy mắt, đúng cái trời đất phảng phất cũng động lại đứng lên, Bắc Huyền Tông bên ngoài. Tựa như cũng dừng hình ảnh lại. Bách Lý Hùng chỉ cảm thấy mình giống như lâm vào vũng bùn chính giữa, khó mà tự kiềm chế. Mắt xem lợi kiếm thì phải bắn về phía Diệp Thần trực tiếp đón lợi kiếm đi. 7 người kia biểu tình trên mặt cổ quái, thằng nhóc này lại vẫn chịu chết. Phải biết một kích này kết hợp trận pháp, vậy siêu phàm cảnh cường giả căn bản không ngăn cản được, càng không cần phải nói Diệp Thần thần du cảnh. Bọn họ cũng là thấy đồng bạn không giải thích được bị trọng thương, nếu không cũng sẽ không thật tình như vậy. Ngay tại lợi kiếm muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể thời điểm, Diệp Thần bổn mạng linh phù trực tiếp sử dụng. Vậy hấp thu lôi kiếp lực ầm ầm bùng nổ. Ngay tức thì tạo thành một đạo sấm sét màu tím kiếm to. Thậm chí dần dần thực chất hóa. Chỉ một uy áp, vượt qua xa Bắc Huyền Tông 7 người lợi kiếm. Lôi điện đại kiếm điên cuồng đụng đi. Mang theo dễ như bỡn lực. Kiếm khí này lại mang vạn quân sấm sét, làm sao có thể? Thần du cảnh làm sao có thể ngưng tụ loại này lực lượng? Mắt thấy vậy một đạo kiếm quang bắn ra, hết thảy tựa như cũng động lại, Bắc Huyền Tông 7 người trợn mắt hốc mồm. Thật là cường đại kiếm khí, thật là bá đạo kiếm pháp. Đây chính là tiểu tử này dựa vào. Bành! Hai cổ cường đại đợt khí ầm ầm va chạm. Sấm sét lực cơ hồ nghiền ép. Bắc Huyền Tông 7 người lợi kiếm hoàn toàn biến mất. 7 người quanh thân bị lôi điện bao trùm, toàn thân đen nhánh, lại là rối rít nện xuống đất. Một cổ mùi khét không ngừng lan tràn. Không tốt, mau thông báo bên trong sư huynh đệ. Không còn kịp rồi, trực tiếp thông chi Chu trưởng lão, sư phụ không có ở đây, hôm nay Chu trưởng lão trấn giữ. Một giây kế tiếp, một người trong đó bắn ra một giọt máu tươi ở trên cửa. Ngay tức thì, toàn bộ Bắc Huyền Tông vang lên từng đạo tiếng chuông. Tựa như tiếng sấm. Diệp tiên sinh, sự việc lớn chuyện rồi, chúng ta đi bây giờ vẫn còn kịp. Bách Lý Hùng thần sắc nghiêm túc. Hắn không hy vọng Diệp Thần bởi vì hắn ra chuyện à.
Diệp tiên sinh, nghe ta một câu, ân tình của ngài Bách Lý Hùng cả đời nhớ, nhưng là vì ta đắc tội Bắc Huyền Tông, thật không đáng giá được à. Diệp thần nhìn một cái Bách Lý Hùng, nhàn nhạt nói, tới Bắc Huyền Tông, không chỉ là vì ngươi, còn vì chính ta, chẳng qua là không biết vị trưởng lão kia còn ở đó hay không Bắc Huyền Tông. Bách Lý Hùng ngẩn ra, còn không có hiểu Diệp thần ý thức, nhưng là phát hiện Bắc Huyền Tông bên trong xông ra hơn 10 vị đệ tử. Những đệ tử này thực lực cao thấp không đồng nhất, có thần bơi cảnh, siêu phàm cảnh, thậm chí còn có không thiếu nhập thánh cảnh. Mỗi một vị đệ tử cũng cầm kiếm đứng, bảo vệ ở đó bị thương tám thân người trước, còn người lại là hiện lên một tia sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần và Bách Lý Hùng. Người tới người nào, lại dám tới Bắc Huyền Tông ngang ngược. Mấy chục người gầm thét, đỉnh đầu lại là xuất hiện một đạo hổ đen hư ảnh. Có thể gặp uy lực. Ngay tại gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây hết sức, một vị ăn mặc trường bào ông già từ Bắc Huyền Tông đi ra. Ông lão xuất hiện, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, tất cả Bắc Huyền Tông đệ tử lại là cung kính nói, Chu trưởng lão. Chu trưởng lão gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Bách Lý Hùng và Diệp thần trên mình. Làm hắn tầm mắt chạm được Diệp thần nháy mắt, một tiếng nhẹ ồ chi tiếng vang lên. Tiểu phế vật, lại là ngươi. Bắc Huyền Tông Chu trưởng lão thời gian đầu tiên nhận ra Diệp thần. Mặc dù sự việc đi qua 5 năm, nhưng là đối với hắn mà nói nhưng là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dẫu sao ở Côn Lôn Hư, phàm căn người cực kỳ ít gặp. Người này lại là do Y thần môn trưởng môn tự mình mang đến. Y thần môn đã từng huy hoàng qua, lúc ấy nhưng thấp giọng hạ khí xem hắn một cái tông môn trưởng lão sắc mặt, một khắc kia, hắn hưởng thụ đến mức tận cùng. Thậm chí thường xuyên đem việc này nói ra, ở những tông môn khác trưởng lão trước khoe khoang. Cho nên hắn mới có thể thời gian đầu tiên nhận ra Diệp thần. Mới vừa rồi ở bên trong, hắn chẳng qua là nghe nói có người gây chuyện, nhưng là không nghĩ tới gây chuyện lại là vậy tiểu phế vật. Mà giờ khắc này Diệp thần, trong mắt nhưng là hiện lên một tia máu đỏ. Một cổ vô hình lửa giận bỗng nhiên tạo thành. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu trưởng lão. Vốn cho là đối phương không có ở đây Bắc Huyền Tông, lại không nghĩ rằng, đối phương đứng ở cách đó không xa địa phương. Giờ khắc này, Diệp thần trong lòng thậm chí bao phủ từng đạo sát ý. Vậy từng đạo lời khắc nghiệt tiếng nói không ngừng vang khắp. Thậm chí lão đầu thấp giọng hạ khí dáng vẻ lại là nhìn thấy mà giật mình. Chu trưởng lão tự nhiên cảm thấy Diệp thần sát ý, hắn một bước bước ra, có nhiều thú vị nhìn Diệp thần, tiểu phế vật, vẫn thật không nghĩ tới. Lại có thể bị ngươi bước vào thần du cảnh, một cái phàm căn lại có thể tới thần du cảnh. Cái này phỏng chừng đã là ngươi trần nhà liền đi, còn muốn bước vào căn bản không có thể. Bất quá thần du cảnh đối với ngươi loại phế vật này mà nói cũng đủ rồi, xem ra y thần môn lão nhân kia thật rất coi trọng ngươi à, cho ngươi ném vào rất nhiều cơ duyên. Bất quá ở ta xem ra, những thứ này chính là lãng phí. Ở một cái phàm căn phế vật trên mình, có cái gì đáng? Đúng rồi, hôm nay ngươi tới chúng ta Bắc Huyền Tông, chẳng lẽ còn muốn mời ta để cho ngươi gia nhập Bắc Huyền Tông? Ta khuyên ngươi, đừng có nằm mộng, dù là ngươi bây giờ là nhập thánh cảnh, ngươi vậy hèn mọn thiên phú và huyết minh đối với chúng ta Bắc Huyền Tông mà nói đều là sỉ nhục. Chu trưởng lão lời nói bên trong tràn đầy lạnh lùng và giễu cợt. Những cái kia Bắc Huyền Tông đệ tử vậy là cười theo. Có Chu trưởng lão ở đây, cho dù là long, cũng phải đàng hoàng mang vác. Bách Lý Hùng nhìn một cái Diệp thần, hắn giờ mới hiểu được Diệp thần câu nói mới vừa rồi kia ý nghĩa. Xem ra Diệp thần thật cùng Bắc Huyền Tông có ân oán. Chẳng qua là Diệp thần một người, lần này nhưng mà đối mặt một cái tông môn à. Cho dù Bắc Huyền Tông không phải Côn Lôn Hư cao cấp tông môn, càng không phải thứ nhất bậc thang tông môn, nhưng vậy không thể khinh thường. Hắn mới vừa muốn nhắc nhở Diệp thần mấy phần, Diệp thần nhưng là ngẩng đầu lên tiếng. Nói thật, Bắc Huyền Tông loại rác dưới này tông môn ta thật coi thường. Lần này ta tới Bắc Huyền Tông, chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, để cho Mộc Uyển Ninh đi ra, bạn của ta muốn gặp nàng, các ngươi phải làm chẳng qua là thông báo. Thứ hai, 5 năm trước, ngươi làm nhục ta sư phụ, chỉ cần ngươi quỳ xuống, chuyện này ta có thể làm không phát sinh. Diệp thần thanh âm chậm rãi rơi xuống, mang không thể nghi ngờ không thể kháng lực. Mà vậy Chu trưởng lão cùng với Bắc Huyền Tông đệ tử diễn cảm nhưng là thay đổi.
Bọn họ tựa như nghe được thế gian chuyện Thiếu Lâm tức cười nhất vậy. Gặp Mộc Uyển Ninh. Mộc Uyển Ninh nhưng mà Bắc Huyền Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, bây giờ lại là ở bên trong bế quan. Há có thể nói gặp liền gặp. Càng buồn cười là, một cái thần du cảnh lại uy hiếp Chu trưởng lão quỳ xuống nói xin lỗi. Thanh niên này sợ là não tàn đi. Chu trưởng lão diễn cảm giữ tợn mấy phần, cười lạnh nói, tiểu phế vật, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi dưới chân đất đai thuộc về ai? Đây chính là chúng ta Bắc Huyền Tông địa giới, ngày hôm nay, coi như ngươi vậy sau lưng sư phụ quỳ xuống cầu ta đảm bảo ngươi, cũng không khả năng dao động ta. Bây giờ thiên bất kể như thế nào, ngươi phải chết. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng phàm căn phế vật và linh căn thiên tài khác biệt. Phương Dương Thanh, đi ra, ta cho ngươi 10 giây thời gian, có thể có lòng tin để cho cái này tiểu phế vật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dứt lời, một cái thanh niên quần áo trắng đi ra. Đệ tử Phương Dương Thanh may mắn không làm nhục mệnh, bất quá, ta muốn đem thời gian sửa lại một chút, đối phó một tên phế vật 10 giây quá nhiều, nhiều nhất 5 giây. Thanh niên cả người trường bào màu trắng, trường bào chi trên có khắc một con rồng đằng hình vẽ. Nhẹ mỏng mềm mại vải, vậy tay áo tựa như có thể không gió tự động, cho hắn hết lần này tới lần khác tăng mấy phần thần thái. Mấu chốt trên người đối phương khí thế cơ hồ là nhập thánh cảnh sơ kỳ. Người ở bên ngoài mở, coi như Diệp Thần ngươi lại nghịch thiên, cũng không khả năng bước ngang qua hai cảnh giới động thủ. Chu trưởng lão rất hài lòng Phương Dương Thanh thái độ, gật đầu một cái, được, nếu như ngươi 5 giây trong trấn áp phế vật này, ta đưa ngươi một quả phá thể nguyên dương đan. Phương Dương Thanh nghe phía sau một câu, sắc mặt vui mừng, hưng phấn đến trình độ cao nhất. Một giây kế tiếp, hắn tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, lại là điên cuồng hướng Diệp Thần lao đi. Hắn ước chừng một quyền đánh ra. Ở hắn xem ra, một cái thần du cảnh phế vật, không đáng giá được hắn xuất kiếm. Vô số chân khí ngưng tụ ở hắn tay phải, một đạo quyền ảnh trực tiếp đánh ra. Diệp Thần một hơi một tí. Ngay tại Phương Dương Thanh một quyền muốn rơi xuống thời điểm, hắn giống vậy đơn giản một quyền. Và ta so lực lượng, tự tìm cái chết. Phương Dương Thanh cười. Vốn cho là 5 giây vậy là đủ rồi, bây giờ nhìn lại, hắn đánh giá thấp tiểu tử này. Muốn chém chết, 1 giây đủ để. Bành! Hai quyền đụng nhau, mặt đất dưới chân lại hướng 4 phương 8 hướng bắt đầu lan tràn. Phương Dương Thanh vốn cho là Diệp Thần sẽ bay rớt ra ngoài. Lại không nghĩ rằng đối phương không nhúc nhích tí nào. Ngược lại, hắn cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng hướng tay hắn cánh tay lan tràn tới. Phốc xích, một tiếng, hắn lại khạc ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều không cùng trình độ bị chấn động. Làm sao có thể? Phương Dương Thanh sắc mặt đại biến, hắn dư quang nhìn một cái Chu trưởng lão, phát hiện trưởng lão đang cau mày, rơi vào không vui. Hắn không để ý tới hết thảy. Một chuôi màu đen trường kiếm trực tiếp sử dụng. Đan điền chân khí cuồn cuộn trực tiếp hội tụ ở kiếm đen trên. Kiếm đen phát ra một hồi khẽ rên chấn động tiếng, bộc phát ra tia sáng chói mắt, như trời trăng lên không. Chung quanh gió lớn gào thét. Một kiếm này là hắn đắc ý kiếm. Ở hắn xem ra, mới vừa rồi một quyền, sở dĩ bị thương, hoàn toàn là bởi vì mình khinh địch, đối phương vẫn là một cái người luyện thể. Nếu luyện thể đối quyền dưới, hắn dĩ nhiên bị thương à. Bất quá người luyện thể phần lớn không hiểu kiếm pháp, hắn định dùng một kiếm chém ra hết thảy. Theo vậy một đạo tia sáng chói mắt vạch qua chân trời, Phương Dương Thanh kiếm đen, cuốn lên từng cơn đợt khí, mang thế lôi đỉnh bỗng nhiên tung tích. Ánh sáng chói mắt, không có kiếm có thể tranh phong. Cuồng bạo kiếm ảnh dưới, những cái kia Bắc Huyền Tông cường giả căn bản không mở mắt nổi, có chút đến gần người. Lại là không ngừng lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Chu trưởng lão sờ một cái râu, hài lòng gật đầu một cái. Xem ra Phương Dương Thanh đoạn này thời gian đối với kiếm lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Cái này là một chuyện tốt. Diệp Thần nhìn kiếm kia ý, con ngươi híp lại. Có ở đây không bại lộ Diệp Thí Thiên thi triển huyết long và thần lôi lực dưới tình huống, muốn đối kháng rất khó. Bây giờ Trảm Long Vấn Thiên Kiếm và Chấn Hồn Kiếm phỏng đoán đều ở đây tất cả đại tông môn trong truyền gia. Một khi vận dụng những thứ này kiếm, phải tất cả mọi người đều giết sạch, không thể lưu có bất kỳ người sống.
Diệp Thí Thiên thân phận chân thật bây giờ không thể bại lộ, hắn còn có những thứ khác chỗ dùng. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhìn một cái Bách Lý Hùng, trực tiếp đem đối phương giữa eo treo trường kiếm rút ra. Mượn ngươi kiếm dùng một chút. Một giây kế tiếp, phá thiên kiếm ý thi triển ra. Hai đạo cực hạn ánh đèn bỗng nhiên va chạm. Như trời long đất lỡ, tinh thần đụng nhau. Cái này tiếng nổ, làm cho cả Bắc Huyền Tông hung hãn run rẩy. Rào 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 rào. Từng cổ một cực hạn kiếm khí, hướng bốn phía lan truyền ra. Kiếm khí qua, vạn vật hóa là nghiền. Dù là Bắc Huyền Tông cửa vậy hai tôn sư tử đá, cũng là hóa là vỡ vụn. Có chút còn chưa rút lui Bắc Huyền Tông đệ tử, không kịp tránh vậy ác liệt thêm cuồng bạo kiếm khí, thân thể trực tiếp bị chém đứt, lại là phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vậy hai đạo ánh sáng mang rằng có đến mức tận cùng, phát ra thanh âm bén nhọn. Phương Dương Thanh cũng chịu không nổi nữa, thân thể lui về sau hết mấy bước. Sắc mặt đại biến. Mà Diệp Thần vậy giống vậy không dễ chịu, mặc dù không có lui, nhưng là vậy kiếm trong tay nhưng là hoàn toàn nứt ra tới. Rất hiển nhiên, Bách Lý Hùng kiếm phẩm cấp quá thấp, không cách nào và đối phương lực lượng chống lại. Hắn nhìn về phía Bách Lý Hùng, nhàn nhạt nói, nếu kiếm ngươi đã vỡ, ta sẽ ngoài ra bồi ngươi một thanh kiếm. Bách Lý Hùng vừa nghe, liền vội vàng khoát tay nói, Diệp Thiên Sinh, kiếm này là ta tùy tiện cầm tới, không có gì giá trị. Bể liền bể. Mà vậy Phương Dương Thanh nhìn Diệp Thần lại có thể liền kiếm cũng không có, cười lạnh nói, tiểu phế vật, liền kiếm đều muốn hỏi người mượn, xem ra ta vẫn là xem cao ngươi, còn lại 2 giây, cho ta chết. Phương Dương Thanh sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, mắt thấy mình bắn ra kiếm quang, miễn cưỡng bị Diệp Thần một kiếm ngăn cản, lại cũng không cách nào tiến thêm, đây quả thực là chuyện mất mặt. Chu trưởng lão cho hắn 5 giây thời gian. Hắn liền muốn 5 giây giải quyết hết thảy. Nguyên bản ở hắn xem ra, hắn lực lượng, chém chết Diệp Thần, như nghiền chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Nhưng là, bây giờ lại bị ngăn cản. Người này không thể lưu. Chỉ một thần du cảnh, liền có thể bùng nổ loại này lực lượng, nếu như bước vào siêu phàm cảnh cũng hoặc là nhập thánh cảnh, vậy còn có. Không chần chờ nữa, Phương Dương Thanh lần nữa hướng Diệp Thần đi. Lần này hắn bước ra một giọt máu tươi, lại là đem máu tươi đập xuống ở trên thân kiếm. Theo máu tươi rơi xuống, thân kiếm kịch liệt run rẩy, lại là phát ra kinh khủng kiếm quang. Tựa như bây giờ, trên thân kiếm tràn đầy vô tận năng lượng. Sau đó lần nữa bùng nổ, kinh thiên một kiếm hướng Diệp Thần chém tới, còn chưa rơi xuống, thiên địa liền vì vậy biến sắc. Phương Dương Thanh có lòng tin tuyệt đối, một kiếm này... Bất kỳ cường giả đều là hữu tử vô sanh. Kinh khủng đợt khí cắn nuốt Diệp Thần và Bách Lý Hùng, Diệp Thần thân hình hung hãn chấn động mấy phen. Huyết khí dâng trào, nếu như không phải là ổn định thân hình, tất nhiên sẽ bị tung bay ra ngoài. Diệp Thần thậm chí phát hiện trên người đồ dạo phố vỡ vụn mấy phần, mơ hồ bây giờ có một đạo miệng máu xuất hiện. Nếu không phải huyết long xông ra trong cơ thể, tạo thành một đạo bình phong che chở. Chống đỡ phần lớn tổn thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thời khắc này Diệp Thần tựa như táng thân biển lửa bên trong. 1 giây, 2 giây, 5 giây, Phương Dương Thanh đem kiếm trong tay thu hồi, hắn toàn thân đều ướt đẫm. Ở hắn xem ra, hết thảy đã kết thúc. Hắn nhìn về phía Chu trưởng lão, hất cằm, báo tin mừng, trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh, vậy tiểu phế vật. Hắn lời còn chưa nói hết. Chu trưởng lão nhưng là phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến, cẩn thận. Phương Dương Thanh đột nhiên cảm giác toàn thân tựa như bị phong tỏa, vừa định rút ra linh kiếm, biển lửa bên trong, một đôi bàn tay chợt chỗ sâu, lại là giữ lại hắn bả vai. 1 giây kế tiếp, hắn thân thể không thể kháng cự tiến vào biển lửa bên trong. Biển lửa bên trong, Phương Dương Thanh thấy được một đôi tựa như ác ma trong mắt. Ngươi lại có thể không có chết. Cùng Phương Dương Thanh kịp phản ứng, vừa định rút trường kiếm ra, một đạo hàn quang ở trong biển lửa vạch qua. Hắn phát hiện một chuôi còn chưa rời đi vỏ kiếm trường kiếm lại trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Hắn ở thanh kiếm này lên, thậm chí cảm thấy một tia uy áp. Cút ngay. Một kiếm đánh xuống, hắn mưu toan đem trước mặt nguy hiểm kiếm chặt đứt, nhưng phát hiện không chỉ chém không ngừng đối phương, kiếm của mình ngược lại hoàn toàn sụp đổ.
Cái này, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Phương Dương Thanh há hốc miệng ba, kinh hoàng lúc đó, Diệp Thần một cái tay nắm chuôi kiếm, một giây kế tiếp, vạn đạo kiếm ý trực tiếp thi triển. Trong chốc lát, thiên địa ám trầm, ngày tháng không ánh sáng, gió lớn gào thét, khí lạnh bức người. Trảm Long Vấn Thiên kiếm mạnh mẽ, Diệp Thần nhưng mà nhất là rõ ràng. Đủ để thành là hắn một đạo lá bài tẩy. Vượt xa hết thảy thần kiếm. Nếu như hơn nữa Trần Thiên Lê kỹ, nhập thánh cảnh, căn bản không có tư cách ngăn trở. Bành! Trong biển lửa, Phương Dương Thanh dùng hết phương pháp ngăn cản, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một thanh kiếm xuyên thấu hắn thân thể. Mạnh mẽ đợt khí trực tiếp để cho hắn thân thể bay ra biển lửa, hướng Chu trưởng lão đánh tới. Bành! Một tiếng kinh thiên vang lớn. Một đạo đầy sắc máu tươi thi thể chỉ như vậy rơi vào Chu trưởng lão trước người. Giờ khắc này, Chu trưởng lão gương mặt dữ tợn đến mức tận cùng. Cái đó 5 năm trước tiểu phế vật, lại ngay trước hắn mặt chém giết một vị Bắc Huyền Tông thiên tài. Hắn cảm giác gò má nóng hừng hực. Nhất định chính là làm nhục. Diệp Thần, càn rỡ, lại dám tổn thương ta nhiều như vậy Bắc Huyền Tông đệ tử, hôm nay ta tự mình đem ngươi trấn áp. Chu trưởng lão lại cũng ngồi không yên, một tiếng gầm lên. Rồi sau đó, một cổ khí lãng nổ tung, một đạo thân ảnh dậm chân tới. Một bước dưới, liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Trường bào múa, kiếm trong tay quang lăng liệt, khí thế kia, thật là không gì sánh kịp. Chu trưởng lão tự mình ra tay. Chu trưởng lão nhưng mà thánh vương cảnh cường giả à, tên kia chết chắc. Nhìn Chu trưởng lão ra tay. Những cái kia nín thở ngưng thần Bắc Huyền Tông đệ tử, kinh hô lên. Mặc dù không biết thần du cảnh làm sao chém chết Phương Dương Thanh sư huynh, nhưng là Diệp Thần muốn phải đối phó mét khối Chu trưởng lão, căn bản không có tư cách. Giờ khắc này, Diệp Thần mới cảm nhận được Chu trưởng lão khủng bố. Đây tuyệt đối không phải vậy thánh vương cảnh, so phần lớn đều phải khủng bố. Ra tay bây giờ, chính là tung lên sóng gió kinh hoàng. Thậm chí không kịp thấy rõ ràng vậy một đạo ánh sáng vì vật gì, Diệp Thần đã rợn cả tóc gáy. Hắn không để ý tới hết thảy, rút ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ngăn cản đi. Bành! Đáng tiếc, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm mặc dù cản trở mấy phần, trừ đi Chu trưởng lão bộ phận lực lượng. Nhưng là theo một hồi nặng nề tiếng nổ nổ tung, Diệp Thần thân thể vẫn là như đạn đại bác bị nổ bay ra ngoài. Bắc Huyền Tông trưởng lão, quá mức cường thế. Diệp Thần còn không có hoàn toàn ổn định thân hình, Chu trưởng lão xuất hiện lần nữa. Không có tiếp tục động kiếm, mà là một trưởng hung hãn đánh vào Diệp Thần trên ngực. Phốc! Diệp Thần máu tươi phun ra, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, quanh thân xương cốt rên rỉ, ngũ tạng lục phủ tựa như lệch vị trí. Một kích này lực lượng hoảng sợ đến mức tận cùng. Đối mặt Chu trưởng lão, Diệp Thần lộ vẻ được nhỏ bé mấy phần. Một cổ thâm trầm nguy cơ từ Diệp Thần sâu trong đáy lòng nảy sinh. Hừ, nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám cản rỡ. 5 năm trước, ngươi ở ta trong mắt là phế vật, 5 năm sau đó, coi như ngươi bước vào thần du cảnh, thực lực cường hãn thì như thế nào, ở ta trong mắt vẫn là phế vật. Đánh bay Diệp Thần, Chu trưởng lão lạnh lùng nói. Một giây kế tiếp, Chu trưởng lão đã xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, lần nữa một trưởng vỗ ra. Thiên địa lực tựa như bị hắn nắm trong tay, thân thể lần nữa oanh bay. Diệp Thần ở giữa không trung bên trong, biết rõ chênh lệch, không do dự nữa, trực tiếp câu thông luân hồi mộ địa. Ba đạo thân ảnh già nua hiện lên. Bọn họ tự nhiên cảm nhận được Diệp Thần ở bên ngoài xảy ra chuyện. Ba vị sư phụ và tiền bối, ai có thể ra tay, giúp ta giúp một tay. Đoạn Lôi Nhân thở dài một cái, vi sư có chút đặc thù. Không có thái cổ hư thực đan, không cách nào rời đi luân hồi mộ địa, đồ nhi, ngươi cũng đừng trách vi sư. Lâm Thanh Huyền nhưng là nhàn nhạt nói, bên ngoài người nọ, ta khinh thường không ra tay. Cũng không muốn xem ta. Dứt lời, Lâm Thanh Huyền liền biến mất. Quá không phụ trách. Diệp Thần ánh mắt không thể làm gì khác hơn là rơi vào bất diệt chi chủ trên mình. Bất diệt chi chủ thực lực kết quả như thế nào hắn căn bản không biết. Hắn chẳng qua là nghe Đoạn Lôi Nhân nói, đối phương tinh thông luyện đan, luyện khí đợi một chút, coi như là thời đại thượng cổ thiên tài. Bất diệt chi chủ cảm nhận được Diệp Thần lửa nóng ánh mắt,
thở dài một tiếng, xem ra cũng chỉ có ta ra tay. Bất quá, bên ngoài người nọ quả thật cảnh giới và thực lực cao ngươi quá nhiều. Đã như vậy, ta liền dạy ngươi một chiêu, tên là bất diệt kiếm đạo, ta cả đời đắm chìm kiếm đạo không nhiều, chỉ có bất diệt kiếm đạo. Đây cũng là ta duy nhất có thể dạy kiếm ngươi kỹ. Mượn ngươi thân thể dùng một chút, vì không để cho ta tiêu tán, chỉ mượn dùng 10 giây. Dứt lời, Diệp Thần chính là cảm giác một cổ lực lượng vô hình tràn ngập toàn thân. Một giây kế tiếp, trở về ngoại giới. Nhìn Chu trưởng lão mang ngút trời lực lượng ầm ầm rơi xuống, Diệp Thần nhưng là cười. Thậm chí một hơi một tí, hai tay chắp sau lưng. Một màn này, để cho Chu trưởng lão có chút không phản ứng kịp. Nhưng là, hắn có thể mơ hồ bây giờ cảm nhận được Diệp Thần trên người nguy hiểm. Cho nên lần này, Chu trưởng lão trường kiếm sử dụng, trực tiếp hướng Diệp Thần cổ xóa đi. Mắt xem trường kiếm thì phải rơi xuống, Diệp Thần năm ngón tay giương ra, rồi sau đó, bỗng nhiên khép lại. Một cây thông thường nhánh cây cầm ở trong tay. Hôm nay ta sẽ dùng cây này chi dạy ngươi bất diệt kiếm đạo. Diệp Thần có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ đại năng đều thích dùng vật này thay thế kiếm. Đoạn Lôi Nhân như vậy, bất diệt chi chủ vẫn như vậy. Chu trưởng lão tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu phế vật, ngươi cái tốt không học, hết lần này tới lần khác phải học xấu, ngươi chẳng lẽ đem mình làm vậy Diệp Thí Thiên. Buồn cười. Diệp Thí Thiên một chi hoa mai trấn áp hết thảy, đó là bởi vì hắn có thực lực này. Mà ngươi, liền hắn một cây mao cũng không tính. Lời nói bây giờ, Chu trưởng lão đem khí thế cường thịnh mấy phần. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là nhắm hai mắt lại, khí thế mờ ảo đứng lên. Hắn bên tai không ngừng vang lên bất diệt chi chủ bóng người. Bất diệt kiếm đạo, vạn vật bất diệt, vạn vật cũng đều có thể diệt. Đột nhiên, nhánh cây động một cái, kiếm thế mà thành. Trong chốc lát đúng cái thiên địa cũng nghiêm túc liền xuống. Một cổ ác liệt hơi thở, từ trên trời hạ xuống. Nháy mắt tức thì, Chu trưởng lão còn chưa đụng phải Diệp Thần, một cổ thiên địa lực cản, lại kiếm hắn treo trên bầu trời dừng lại. Cái này, hơi thở này căn bản không phải thần du cảnh. Chu trưởng lão sắc mặt đại biến, nguy cơ bao phủ toàn thân, hắn không dám khinh thường. Trực tiếp bước ra một giọt máu tươi. Đồng thời ngón tay bóp quyết, máu tươi phảng phất có sinh mạng vậy, lại là ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh, tựa như là thần long từ trên trời hạ xuống, hướng Diệp Thần đi. Đây là hắn thành danh kỹ thuật đánh nhau. Máu tươi tế trời thuật. Sẽ ở đó thần long phải chiếm đoạt Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần mở mắt ra. Ánh mắt này, tựa như đến từ mãi mãi. Bất diệt kiếm đạo, dậy. Nháy mắt tức thì, chu vi 10 dặm linh khí toàn bộ hướng Diệp Thần trong tay nhánh cây ngưng tụ đi. Cả thế giới kiềm chế đến trình độ cao nhất. Vô tận linh khí dần dần ngưng tụ thành trên 1 triệu mũi tên. Là Diệp Thần nhánh cây khống chế. Bất diệt kiếm đạo, rơi. Theo rơi cái chữ này chậm rãi xuất hiện, vậy rậm rạp chẳng chịt mũi tên lao nhanh đánh tới, đón thần long đi. Một chiêu này, Diệp Thần chính là muốn giết rồng. Vô tận mũi tên trên không trung va chạm, từng cơn khí bạo hướng 4 phương 8 hướng tràn ra. Thời khắc này Diệp Thần tựa như thiên địa thần tôn, cường thế vô cùng. Bành! Ở giữa thiên địa, tựa như bị cực mạnh chấn động. Nổ ầm dưới, Bắc Huyền Tông mặt đất hoàn toàn vỡ vụn. Thậm chí liền Bắc Huyền Tông cửa cũng bị ầm ầm chấn vỡ. Mũi tên va chạm, tựa như hóa là vô tận biển lửa, phải đem thiên địa cũng hủy diệt. Chu trưởng lão trong mắt trợn to, huyết khí dâng trào, thân thể chợt lui về phía sau mở. Hắn lại bị cưỡng ép đánh văng ra. Lực lượng này lại vượt qua thánh vương cảnh, tên này không phải phàm căn sao, làm sao biết bùng nổ như vậy lực lượng. Miệng to thở dốc, xóa đi bên khóe miệng một tia vết máu, nhìn Diệp Thần, Chu trưởng lão kinh hãi đến trình độ cao nhất. Mới vừa rồi một chiêu, hắn bị nghiền ép. Bị một cái thần du cảnh nghiền ép. Hắn thời gian đầu tiên đoán sai, Diệp Thần cảnh giới bị ẩn núp. Đối phương tất nhiên là thánh vương cảnh, nếu không căn bản giải thích không rõ. Nhưng là một cái phàm căn, ngắn ngủi 5 năm, làm sao có thể bước vào đến mảnh đất này bước. Chu trưởng lão nét mặt già nua càng ngày càng đỏ. Nếu như Diệp Thần phàm là cây mà nói, vậy hắn lại coi là lên cái gì? Giết,
Một tiếng gào thét, Chu trưởng lão tựa như người điên vậy, hướng Diệp Thần lao ra. Hắn khạc ra một ngụm máu tươi tại trên trường kiếm. Sau đó một kiếm thi triển ra, kiếm khí biến dạng hết thảy, giữa trời đất cũng là một kiếm này biến sắc. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong tay nhánh cây nhẹ nhàng rung động. Bất diệt kiếm đạo, kiếm môn lộ vẻ đời. Lời nói rơi xuống, nhánh cây lại phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, cái này ánh sáng màu vàng có thiên địa oai. Ở đó thần quang chính giữa, Diệp Thần tựa như 9 tầng trời tiên tôn không thể xâm phạm. Một đạo kim sắc thần môn bỗng nhiên xuất hiện. Nhánh cây thoát khỏi Diệp Thần cánh tay, trực tiếp xuyên thấu kim môn, bắn về phía Chu trưởng lão. Bành! Một giọng nói vang khắp vân tiêu. Nhánh cây và Chu trưởng lão trường kiếm đụng vào nhau, Chu trưởng lão kiếm quang bỗng nhiên biến mất. Trường kiếm vỡ vụn, hóa là bột. Chu trưởng lão lại cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, hung hãn đập vào Bắc Huyền Tông vách tường trên. Một mặt vách tường ầm ầm sụp đổ. Bất diệt kiếm đạo, Chu trưởng lão căn bản không có tư cách ngăn cản. Cái này vẫn là bất diệt chi chủ thu lực dưới tình huống. 10 giây thời gian kết thúc, Diệp Thần cảm giác bất diệt chi chủ lặng lẽ rời đi. Thằng nhóc, bất diệt kiếm đạo chỉ có 3 chiêu, kiếm dậy, kiếm rơi, kiếm môn lộ vẻ đời. Trước mặt 2 chiêu là ngưng thế, chiêu thứ 3 mới là sát chiêu, người có thể nhớ. Nhớ. Diệp Thần từng bước một hướng Chu trưởng lão đi tới. Bước chân rất nhẹ, nhưng tựa như tử thần bước chân. Chu trưởng lão trong miệng từng ngụm khạc ra máu tươi, muốn bỏ dậy, nhưng là phát hiện một đôi chân to rậm ở mặt hắn lên. Phốc xích, mặt hắn gò má hung hãn gần sát mặt đất, văng lên cuồn cuộn bụi đất. Đây là tên phế vật kia chân. Bây giờ, người ta bây giờ, ai là phế vật? Diệp Thần vậy không có nhiệt độ thanh âm vang lên. Nghe được câu này, Chu trưởng lão gương mặt dữ tợn đến trình độ cao nhất. Hắn không chỉ cảm thấy sỉ nhục, lại là cảm giác được mình sinh mạng đang trôi qua. Cả thế giới cũng u tối. Hắn dư quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn căn bản không nghĩ tới, 5 năm trước, Bắc Huyền Tông không thu phàm căn đệ tử, lại nhảy một cái trở thành cao cấp cường giả. Mới vừa rồi vậy bất diệt kiếm đạo, không chỉ hắn không ngăn cản được, dù là tông chủ tới, kết quả vẫn như cũ. Thằng nhóc này dù là có nghịch thiên khí vận cũng không khả năng như vậy à. Cho đến giờ phút này, chết tới, Chu trưởng lão mới biết thực tế thì như vậy tàn khốc. Khẩu khí này ta không là chính ta, mà là ta vậy y thần môn sư phụ. Diệp Thần nói tiếng nói tiếp tục vang lên. Y thần môn mặc dù sa sút, nhưng là có ta Diệp Thần ở đây, nó tất nhiên sẽ bước lên huy hoàng. Mà đây huy hoàng sẽ thành lập ở vô số côn lôn hư cường giả trên thi thể. Ngươi chính là cổ thi thể đầu tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.